Hello, xin chào cả nhà. Các anh chị em đã sẵn sàng cho buổi tối ngày hôm nay ra ngón tay cái. Cảm ơn anh chị em. Bao nhiêu cho phép cường được hỏi là bao nhiêu cho xanh anh chị em đã biết đến Siri rồi, đang kinh doanh Siri rồi, đang trong S số 9 rồi, chắc chắn mình sẽ sở hữu một chiếc xe hơi hình bông tuyết thì dừng ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Và nhà anh chị em quyết định giúp 5 đồng đội của mình trực tiếp có xe hơi hình bông tuyết. Để mình có Mercedes-Benz thì giơ 5 ngón tay. Ok. Và nhà anh chị em quyết định là mình lựa chọn Sebring là cái phương tiện để xây dựng sự nghiệp kinh doanh theo mạng của mình, để sống một cuộc đời anh hùng, để phát triển cá nhân không ngừng nghỉ, trở thành những con người giá trị, giúp 15 đồng đội trực tiếp có xe hơi. Mình tốt nghiệp S số 9, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Thì giơ hai bàn tay. Cảm ơn cả nhà, sao sao hai tay vào nhau, sao sao hai tay vào nhau. High five, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu, yes. Cảm ơn cả nhà. Anh chị em mà nghe rõ thì comment chat giúp Cường số 1 được không ạ? Nếu mà nghe rõ thì chat số 1 giúp Cường ạ. Rồi, cảm ơn nhà mình. Chào mừng tất cả anh em đến với lại cái buổi chia sẻ của nhóm Cơn Lốc Ngược S69. Xin giới thiệu với cả nhà, tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn Sức Khỏe Siberi, là thành viên sáng lập ra S69, trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới, nơi biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay thì S69 chúng ta đang cùng nhau học tập, huấn luyện, đào tạo, hội tụ 1.102 thủ lĩnh kinh doanh theo mạng xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, và cùng nhau kết nối, chia sẻ cái cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người này cho hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác, để cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể, cùng lan tỏa cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, mang lại cơ hội cho bất kỳ ai, không phân biệt già, trẻ, gái, trai, miễn là 18 tuổi trở lên, không phân biệt màu da sắc tộc, không phân biệt trình độ học vấn, không phân biệt giàu nghèo. Đấy, và ngày hôm nay nhờ một cái mô hình kinh doanh siêu thông minh, nhờ một cái cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người, có thể nói là một cơ hội tốt hiếm hoi ở thời điểm hiện tại. Tiếng Anh có thể gọi là best of the best, cơ hội tốt nhất trong những thứ tốt nhất. Chính vì vậy mà có những con người nhân duyên đã biết đến CB, biết đến S69, ngày hôm nay đã làm lên lịch sử cuộc đời của mình. Họ là những người rất bình thường nhưng bước vào đây vĩ đại do lựa chọn. Chúng ta biết là từ những người lớp 3, lớp 8 nông dân bán cá, thanh niên, những cô 66 tuổi, những chàng trai, những cô giáo, những chị công nhân, vân vân. Ngày hôm nay đều đã thành công, độc lập tài chính, tự do tài chính. Và Việt Nam của chúng ta đã có 284 chiếc xe hơi. Trong dự án xe hơi có 15 chiếc Mercedes-Benz. Tháng này nếu mà Covid mà nó ngon ngon thì chúng ta sẽ tổ chức cái lễ nhận 3 chiếc Mercedes-Benz cùng một lúc cho thủ lĩnh quốc gia Lê Hồng Hạnh, Hoàng Thị Thái Hằng và Đỗ Thị Hoàng Thị Thái Hằng. 4 chiếc Mercedes-Benz nhận trong, tức là có 2 chiếc tháng trước nhưng do Covid chưa chưa tổ chức lễ nhận được. Thủ lĩnh quốc gia Lê Hồng Hạnh, thủ lĩnh quốc gia Hoàng Thị Thái Hằng, thủ lĩnh quốc gia Đỗ Thị Hướng, thủ lĩnh quốc gia Phạm Huy Lực, tức là 4 chiếc Mercedes-Benz sẽ trao cùng một lúc. Nếu mà Covid không trao được, hy vọng là tháng này sẽ trao được cho các thủ lĩnh quốc gia của chúng ta. Và ngày hôm nay nói đến Sibri, người ta không hỏi nó có tốt nữa hay không, và người ta cũng không hỏi kinh doanh Sibri có thành công được hay không, mà câu hỏi quan trọng là bao nhiêu anh chị em quyết định xây dựng sự nghiệp, quyết định làm chủ cuộc đời của mình, làm chủ thời gian, làm chủ sức khỏe, làm chủ tài chính, sống một cuộc sống tự do đúng nghĩa. Thì giơ ngón tay cái. Ok, cảm ơn cả nhà. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục các cái câu chuyện thành công của tháng trước, và thông qua mỗi câu chuyện thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thêm những cái bí quyết thành công, những cái cách thức để đi trên cái hành trình này. Chúng ta phải biết tập trung vào đâu và bỏ đi cái gì, đúng không? Đấy. Và chúng ta cùng chia sẻ, cùng tôn vinh, cùng vinh danh, cùng truyền năng lượng, truyền cảm hứng, chia sẻ bí quyết cho nhau. Thì đấy là cái mục tiêu của buổi tối ngày hôm nay.
và thông qua những cái câu chuyện thành công, những cái bí quyết thành công của những anh chị em mà trên Zoom lớn cũng chưa được chia sẻ, trong các buổi coaching chưa có cơ hội chia sẻ, thì tối ngày hôm nay đấy, cơn lốc người S69 của chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đấy, và cùng nhau phân tích một số những cái bài học, những cái trường hợp để giúp cho những anh chị em tư vấn viên mới chúng ta tự tin để bước vào cái hành trình này. Bao nhiêu anh chị em muốn thay đổi cuộc đời của mình thì giơ ngón tay cái. À, cảm ơn cả nhà. Ngày 15 tháng 8 chúng ta có cái chương trình thay đổi để thành công dành cho tư vấn viên K4, doanh số cá nhân 200 điểm, tổng doanh số 1.000 điểm. Cơ hội dành cho tất cả những tư vấn viên nào ký hợp đồng từ 25 tháng 7. Đấy, mà tháng 7 chưa đạt K4 thì từ nay đến trước ngày chậm nhất là ngày 14 chúng ta đạt danh hiệu K4 doanh số cá nhân 200 điểm thì anh chị em có quyền được quyền tham dự để thay đổi để thành công. Và trong chương trình này, đây là một chương trình sẽ được thiết kế rất đặc biệt. Đấy, và trong đó có phần chia sẻ của Cường, cái hành trình của người anh hùng. À, chúng ta biết là hành trình của người anh hùng trong mọi lĩnh vực ấy, thì nó đều giống nhau, nó trải qua ba cái giai đoạn. Và nếu như chúng ta hiểu rõ được cái giai đoạn của hành trình người anh hùng này, bắt đầu từ tiếng gọi của trái tim như thế nào. Có rất là nhiều người bắt đầu nghe thấy tiếng gọi, nhưng có những người thì bị dập tắt. Đấy, có những người cái tiếng gọi đó nó bật vô âm tín và không bao giờ quên lãng, và cuối cùng sống một cái cuộc đời lãng xẹt. Nhưng có những người bắt đầu có tiếng gọi, đấy, vượt qua được những cái điều gì, rào cản gì, bắt đầu ước mơ được thắp sáng, vân vân, và cuối cùng trở thành người anh hùng. Thì trong cái hành chương trình đó, Cường sẽ chia sẻ với cả nhà, và Cường tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai mà hôm đấy hiện diện 100% học từ đầu đến cuối, sau 6 tháng, sau 1 năm, cuộc đời thay đổi hoàn toàn. Đấy, và chắc chắn là sống một cuộc sống anh hùng, một cuộc sống giàu ý nghĩa, một cái cuộc sống giàu khát khao, giàu ước mơ, giàu nghị lực sống, giàu trí tuệ, một cái cuộc sống mà hạnh phúc trọn vẹn từ giây từ phút. Rồi, bao nhiêu anh chị em quyết định sẽ có mặt, chắc chắn có mặt trong chương trình 15 tháng 8, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Vì vậy ai mà mới ký hợp đồng đấy, hoặc là ký hợp đồng từ 25 tháng 7 chúng ta còn cơ hội nhá. Nếu như chưa đạt K4 chúng ta còn cơ hội, cả nhà nhớ, để giúp đồng đội của mình và giúp chính mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái câu chuyện thành công tháng vừa rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ danh hiệu. Hôm trước là chúng ta cơn lốc ngược, là chúng ta chia sẻ K4 rồi đúng không? Ngày hôm nay thì chúng ta tôn vinh vinh danh những anh chị em K5. Những anh chị em K5 mới, lần đầu tiên mà tháng vừa rồi mở K5 mới, bởi vì cái nhóm cơn lốc ngược này chúng ta đông, cho nên Cường sẽ mời theo từng nhóm một. Xin mời một số nhóm anh chị em thì trong các cái buổi coaching có thể tôn vinh vinh danh rồi thì Cường sẽ không mời. Đấy. Xin mời nhóm của nhà tư vấn chuyên nghiệp Vũ Hạnh nào, giới thiệu tư vấn viên K5 mới. Xin mời. Vũ Hạnh có thể giới thiệu tư vấn viên K5 mới của mình. K5 của bên tư vấn viên K5 của bên em thì của đội em thì có chị Lương này, có K5 anh mới, K5 mới đã từng, tức là nếu mà đã từng mở rồi thì không tính là mới, lần đầu tiên mở K5 à. có chị An Xuyên ạ, có chị An Xuyên, nhưng mà không biết là chị có trên Zoom không ạ? À, nếu chị An Xuyên đang có mặt Nào. xin mời bật micro. Nào. Chị An Xuyên mà chưa có, xin mời tân tư vấn viên K5 đội khác, Đoàn Xuyến nào. Đấy, một chị quản lý sân golf đấy, rất yêu công việc, làm cái gì cũng đến nơi đến chốn, và bây giờ không biết là bằng cách nào mà trở thành tư vấn viên K5, và niềm tin như thế nào khi nào đốt thuyền. Xin mời chị Xuyến. Xin chào thủ lĩnh Trương Huy Cường, người mà được con trai của Xuyến nhắc đến hàng đêm. Cảm ơn và biết ơn mọi người đã cùng Xuyến để Xuyến có một cái thành quả trong tháng 7 là K5. Rất cảm ơn và biết ơn các bạn đã tin Xuyến và đang đi theo Xuyến. Cảm ơn và biết ơn nhóm của thủ lĩnh Kim Dung
đã hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho Xuyến được học tập. Vì những cái đấy mà Xuyến có năng lượng và có một chút kinh nghiệm lấy từ được các bạn đó để có thành tích của tháng 7. Cả một nỗ lực. Xin cảm ơn và biết ơn các bạn. Cảm ơn thủ lĩnh đã chia sẻ cho chị Xuyến giới thiệu về bản thân đấy, và ngày hôm nay ấy, thì cái niềm tin về cái con đường này như thế nào, và mình nhìn thấy bức tranh của mình 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa ra sao, xin mời. À, thế thì xin cả nhà để cho Xuyến chia sẻ. Xuyến biết đến CBD là nhanh như một cơn gió. Một cái chia sẻ của cháu Xuyến ở trường Y, trong 5 phút Xuyến quyết định, vì là bản thân ở trong tim của Xuyến rất muốn giúp đỡ người khác. Vì rất nhiều người ốm quanh Xuyến mà cứ thấy đi bệnh viện chỉ còn một chốc nhát, thì nếu mà chỉ Xuyến chỉ rảnh rỗi một tí nào thôi thì Xuyến sẽ sẵn sàng đưa bạn đến bệnh viện. Mọi thủ tục ở bệnh viện, các mối quan hệ ở bệnh viện, Xuyến giúp đỡ tận tình. Vì những cái đấy, vì những cái mà ở trước mắt mình không muốn những cái đấy xảy ra nữa. Và khi lúc biết đến CBD thì mình biết đấy, đây là một cơ hội. Cho nên Xuyến chắc chắn dấn thân. Xin lỗi, sao xin lỗi vì là cái này nó bị hết pin. Xin lỗi các bạn. Bây giờ được chưa? Rồi chị. Được rồi. Ok, xin mời chị. Cho Xuyến chia sẻ tiếp. Vì những lý do đấy thì Xuyến muốn tìm hiểu tận cùng, và Xuyến đọc rất nhiều, tham khảo rất nhiều và biết rằng là CBD là con đường Xuyến đã lựa chọn. Và cái đích mà Xuyến nhìn thấy và chắc chắn sẽ phải đến đó là hình ảnh của Trương Huy Cường và Kim Dung. Vì một cái niềm tin chắc chắn như thế, một con đường nó đang ở trước mắt Xuyến như thế, có điều rằng là rất mong các bạn ủng hộ Xuyến để cho Xuyến đi càng nhanh càng tốt. Cảm ơn và biết ơn mọi người. Cường biết là ông xã chị Xuyến là một nhà kinh doanh bảo hiểm rất thành công. Chị có muốn là ông xã về đây rồi trở thành thủ lĩnh quốc tế sang Hy Lạp làm hàng xóm nhà Cường không nào? Điều đấy là mình mong muốn ngay từ đầu đấy, mà rất là buồn cười nhá. Xin chia sẻ với cả mọi người rằng là khi lúc mà mình ký hợp đồng với cả Siberian ấy, là mình là chỉ dám làm cho một mình thôi, là mình ký thôi, nhưng mà không hiểu sao cái bút nó đưa đẩy nào, mình tích luôn vào cái ký hợp đồng của gia đình. Thế sau đấy thì mình về mình mới nói với ông xã rằng là anh ơi, em ký hợp đồng với Siberian là ký gia đình đấy, là có cả tên của anh ấy, cho nên em lấy cả cái chứng minh thư của anh ở trong đấy luôn. Sao anh bảo ô, anh đang làm leader bên này, làm sao mà anh hai chân một người mà hai thuyền được, anh không làm được đâu. Em nếu như mà niềm tin của em lớn thì em cứ làm thôi, theo đam mê của em. Mình thuyết phục không được. Thế xong bắt đầu mình bảo nhưng mà em không có thay đổi được hợp đồng đâu, em gửi cho bên tập đoàn rồi. Thế xong rồi thì mình cũng không dám nói nhiều, bởi vì mình rất sợ sự xô xát trước khi mà mình đi trên cái con đường mà mình đã chọn này. Thế là mình vẫn im lặng. Nhưng bây giờ anh ấy, mình sau được 2 tháng nhỉ, là anh ấy bắt đầu có niềm tin vào CBD rồi. Vì anh ấy thấy là mình thay đổi. Toàn bộ sản phẩm của CBD là anh ấy thưởng thức từ cái món ngon nhất. Tất nhiên là những cái món bình thường thì mình không có xài. Mình toàn xài món ngon thôi. Okay. Món ngon nhất là anh ấy xài hết rồi. Chị Xuyến có thể chia sẻ là cái điều gì nó đã giúp cho chị có cái thành công bước đầu này? Cái lý do gì? Đúng là từ cái niềm tin mà mình cũng không biết tại sao ai đặt niềm tin vào trong tim mình mà nó lớn lên như thế. Tức nghĩa là mình đi đến đâu mình cũng nói về Siberia hết, mình gặp ai trên cái con đường này thì mình cũng nhìn thấy cái hình ảnh của Siberia, mà mình muốn giúp người ta quá, muốn giúp người ta biết đến Siberia để người ta tự chăm sóc cho người ta mà không phải gọi đến ai cả. Bởi vì có rất nhiều người có khi trong nửa đêm ấy các bạn ạ, gọi Xuyến là chị ơi em đang bị sốt rồi, chị ơi bây giờ nhà em nó bị đi ngoài thế này thì làm nào. Úi dồi, chị ơi rất nhiều. Trong đêm mình không có giúp được gì, mình bảo là mình sẵn sàng, nếu như bây giờ nó không đỡ là mình cũng sẽ đi cùng, mình sẽ đến viện cùng
chắc chắn là mọi thứ là mình sẽ làm được ngay để giúp mọi người. Rồi, chúc mừng chị Xuyến rất là nhiều. Chị Xuyến lên tiki.vn mua cho tặng ông xã cuốn sách Cái Tốt Là Kẻ Thù Của Cái Vĩ Đại nhá. Rồi, cảm ơn bạn. Ok, chúc mừng chị Xuyến. Cảm ơn chị Xuyến rất nhiều. Nhớ nhá, cuốn sách tiếng Anh nó gọi là Good Is The Enemy Of Great, Cái Tốt Là Kẻ Thù Của Cái Vĩ Đại. Đấy. Đấy, cuốn sách đấy là một cuốn sách rất đặc biệt và ông xã đọc đi đọc lại đọc 5 lần rồi. Cảm ơn chị Xuyến rất nhiều. Thông qua cái bài học của chị Xuyến ấy, chúng ta biết này, người ta tin vào những gì bạn tin, đúng không? Chúng ta làm cái ngành kinh doanh này, chúng ta muốn thành công được thì cần phải trở thành người dẫn đường. Cần phải trở thành người dẫn đường. Và người dẫn đường thì phải có niềm tin. Người dẫn đường mà không tin vào cái con đường mình đi, mà không tin là mình đi đến đích và dẫn anh em đến đích ấy, thì không ai tin bạn. Thế cho nên đầu tiên ấy, là có niềm tin vào bản thân và cứ thế bước đi. Bước theo tiếng gọi của trái tim, được chưa cả nhà? Nếu trong trường hợp mình chưa có niềm tin vào bản thân ấy, thì mình làm cách nào? Đương nhiên là phải học và hành rồi, nhưng trong cái giai đoạn đầu mà chưa có niềm tin lớn vào bản thân thì kết quả thật là chân lý. Chúng ta phải có tư duy logic, tức là nhìn thật nhanh xem là tại sao lớp 3 làm được, nông dân làm được, bán cá làm được, tại sao mà CV cứ phát triển, ngày càng phát triển, đúng không? Thế cho nên là chúng ta tư duy logic là chắc chắn là đúng rồi, lựa chọn đúng rồi. Thì cái trường hợp này mình sẽ làm cách nào để đi nhanh? Mình sẽ tin theo cái người hướng dẫn của mình và bước đi theo người hướng dẫn của mình. Người hướng dẫn của mình dẫn mình đi đâu, mình cứ đi theo đấy. Kiểu gì cũng đến đích. Tức là trong trường hợp đầu tiên, nếu mà mình có niềm tin vào bản thân mình thì cứ thế mà nhắm mắt mà bước. Trường hợp mà mình chưa có niềm tin vào bản thân thì mình bước theo niềm tin của người hướng dẫn, của người dẫn đường và bước theo niềm tin của hệ thống. Các bạn sẽ đi rất nhanh. Rồi, bao nhiêu trong số anh chị em mà cảm nhận được trực giác mách bảo là lựa chọn chuẩn rồi mà nhắm mắt bước đi. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn cả nhà. Sao sai tay vào nhau, sao sai tay vào nhau. High five, cứ nhắm mắt và bước đi. Chắc chắn là sang Hy Lạp. Yes. Ok, cảm ơn cả nhà. Bây giờ xin mời tân tư vấn viên K5 tiếp theo. Không biết là có trên Zoom không, Cường cứ mời một người bạn rất là thân của Cường. Đấy, đã từng gọi cách đây 10 năm, đã từng gọi là thằng Hâm. Đấy, và bây giờ đã trở thành tư vấn viên K5, đang đồng hành cùng với bản thân Cường và chúng ta. Xin mời tư vấn viên K5, cô giáo Khổng Thị Sâm đến từ Sóc Sơn, Hà Nội. Xin mời. Xin chào Thủ lĩnh Quốc tế Trương Huy Cường. Xin chào các anh chị em ở trên Zoom. Mình phải di chuyển ra một vị trí khác để cho nó yên tĩnh. Yes. Sau rất nhiều tháng ngày mà cũng khá là vật vã với Siberi, tại vì mình chưa kinh doanh bao giờ cả, đặc biệt là cái kinh doanh theo mạng này mình không hiểu về cái cách làm của nó, cho nên là mình không nghĩ là cái việc là mình cần phải học tập, cứ nghĩ nó chỉ đơn giản nó giống như là kinh doanh online ấy, cái kiểu cứ đăng sản phẩm lên bán được cái gì thì bán. Thế nhưng mà nó không hoàn toàn như thế. Thế sau đó thì một thời gian sau mình thấy mình tại sao cứ vật vã mãi ở cái K4, không thể nào bứt phá lên được. Thế là bắt đầu vào chỉn chu học tập hơn. Rồi nghe lại, lúc đó bắt đầu mình nghe lại cái mấy cái bước đi đầu tiên, rồi mấy cái bài học, cái công thức sở hữu ô tô trong vòng 8 tháng. Đến lúc đấy thực sự mới bắt đầu hiểu dần dần. Lúc đấy mới hiểu dần. Và thế, chắc là mình nghĩ là mình đang đi sai đường rồi, mình làm sai rồi. Thế sau đó thì mình mới làm lại, bắt đầu mà mình quan tâm tới cái hệ thống của mình hơn. Thế mời mọi người vào rồi thì đốc thúc từng người một. Những cái người mà trước kia cứ nó không là hoạt động gì cả thì mình nhắn tin mình hỏi thăm. Thế sau đó thì họ lại hoạt động trở lại. Thế rồi thì mình cũng có rất là nhiều khách hàng thường xuyên ủng hộ nữa. Thế cho nên tháng vừa rồi thì đã bứt phá lên so với những cái tháng trước. Và dần dần mình thấy là thực ra tất cả ở cái con người của mình ấy, khi mà cái niềm tin của mình nó lớn và mình hiểu được cái con đường mình đi ấy, và mình làm theo chính xác theo hệ thống thì mình mới đi nhanh được. Chứ cứ một mình một đường thì không bao giờ mình tiến lên được. Mình chỉ ở một cái vị trí nó rất là thấp như thế thôi.
hiện tại thì mình đã xác định được con đường của mình rồi, chắc chắn là mình sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn cả nhà. Khổng Song có thể giới thiệu về bản thân một chút và ngày xưa đấy chúng ta chơi với nhau từ nhỏ và khi bắt đầu Cường kinh doanh theo mạng ấy, thì Sâm thấy Cường như thế nào và ngày hôm nay đấy cái sự thay đổi trong nhận thức ra làm sao để chia sẻ, bởi vì có rất là nhiều những cái bạn mới ấy, cũng có thể gặp những người bạn của mình mà cũng sẽ bị ai đó nói thế này nói thế kia đấy, để truyền cảm hứng truyền niềm tin cho các bạn ấy chút nào. Thực ra thì biết Cường tham gia kinh doanh theo mạng thì từ rất là lâu rồi, cũng phải được 10 năm rồi nhỉ. Yes. Nhưng mà biết đến Siberi ấy, thực sự quan tâm đến Siberi là khi mình bắt đầu có bệnh thì mình bắt đầu quan tâm. Thì trước đấy thì mình không biết đâu, chỉ thấy cái gì tai nhau là thằng Cường nó làm đa cấp đấy. Thế xong rồi nó bắt đầu nó mới cái, gặp nó thì nó nói nhiều lắm. Cứ huyên thao huyên thuyên đủ thứ trên đời. Đấy. Thế xong có một câu mà nó cứ gieo vào đầu mình mãi. Vì cái câu đấy mà mình nghĩ là Cường hâm ấy, đấy là khi mà Cường gặp Sâm ấy, Cường nói là ước mơ của tớ là chấn hưng sức khỏe nước nhà. Thì lúc đấy mình nghĩ là bác sĩ còn chả làm được, mình chả là bác sĩ mà mình lại nói cái câu đấy, cũng là hâm. Thế nên mình nghĩ như thế thôi. Thế nhưng mà sau đó thì cái sản phẩm Siberi làm cho mình khỏi trào ngược dạ dày cái năm đó đấy, mấy năm đó. Thế lúc đấy thì vẫn cũng không nghĩ là cái sự nghiệp của Cường nó lại có giá trị đến như thế đâu. Mình chỉ nghĩ là kinh doanh đa cấp thì mình cũng không thích cái kiểu kinh doanh như thế. Thực ra mình không hiểu nó là cái gì cả. Thì chỉ nghe cái từ đấy thôi là mình không thích rồi. Thế xong thì mình khỏi bệnh thì mình cũng quên luôn, mình không nghĩ gì đến nữa. Thế sau đó thì đến lúc mà mình thực sự cái tình trạng sức khỏe của mình nó xuống dốc một cách khủng khiếp sau khi mà mình đi phẫu thuật về bị ca giáp đấy, thì lúc đấy bắt đầu mình lại nghĩ đến Cường và chắc là phải quay lại sử dụng cái sản phẩm này thôi, chứ nếu mà tình trạng như này thì chắc là mình sẽ chết sớm. Vì cái ý nghĩ như thế mà bắt đầu mình quay lại mới nhắn tin cho Cường đấy, thì bắt đầu mở mã số và vào tìm hiểu. Và càng ngày sử dụng sản phẩm thì mình càng thấy khỏe hơn và mình tự tin. Bây giờ mình nói với mọi người là mình nói ngay bản thân chồng mình ấy, lúc đầu là phản đối ghê lắm. Chồng mình nói là em tin là khi em sử dụng sản phẩm thì em sẽ khỏe đến lúc em chết. Mà em chết thì phải trăm tuổi em mới chết. Đấy, tức là mình có một cái niềm tin như thế và mình nói với tất cả mọi người đều như vậy. Mình nói với cả cô giáo chủ nhiệm của mình vẫn đang chăm sóc cô giáo chủ nhiệm của mình. Cô bị xương khớp. Mình vẫn nói như vậy với tất cả mọi người, mình tự tin mình nói được điều đó. Và mình nghĩ là cái con đường mình đi này là hoàn toàn đó là một con đường đúng đắn mà mình đã lựa chọn. Và một cái hình ảnh của Cường ấy mà làm cho mình rất là ngưỡng mộ. Đấy là cái lần Rich Camp 16. Cái lần đấy mình đi một mình, đồng đội chưa có ai cả. Thì vào thì thấy Cường đứng trên một cái sân khấu lớn, mấy nghìn người, hồi đến 2.000 người. Tự nhiên trong cái người mình, tức là mọi người thì nhảy múa, hò hét rất là nhiều. Và mà khi mà Cường bước ra mọi người chào đón ghê lắm. Tự nhiên đây trong người mình ngưỡng mộ Cường. Và tự nhiên mình nó có một cái khát khao. Rồi đến một ngày nào đó mình đứng trên một cái sân khấu lớn như thế. Sẽ giống như Cường lúc đấy, tự nhiên nảy ra một cái mong muốn như vậy. Và mình tin là nếu như mình làm theo Cường, mình đi theo Cường và cũng có thể là hâm hâm như Cường, thì mình sẽ đứng trên một cái sân khấu lớn như vậy một ngày nào đó và truyền cảm hứng cho hàng nghìn người, có thể là hàng vạn người hoặc hàng triệu người. Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai không xa mình sẽ làm được cái việc đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Yes, rồi cảm ơn, chúc mừng cô giáo dạy tiếng Anh cấp 3 Khổng Thị Sâm, một người bạn rất là thân thiết của Cường từ nhỏ. Đây chúng ta thấy không, cái hành trình này nếu mà chúng ta đi nhé, mình cũng đã từng chia sẻ với những người bạn của mình, một ai đó đúng không, chúng ta cũng sẽ chia sẻ những người bạn của mình. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu sau 1-2 năm mà chúng ta bỏ cuộc? Đấy. Nếu mà 1-2 năm nếu chúng ta bỏ cuộc và khi những người bạn của mình mới lúc đấy mới đủ nhân duyên giống như là bạn Sâm mà quay lại không còn mình nữa thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra nhỉ? Thế cho nên là niềm tin của chúng ta là rằng ai
đủ duyên đúng thời điểm rồi thì đồng hành cùng với chúng ta đúng không? Nếu mà chưa đủ duyên ấy thì mình cứ tiến. Việc của mình là cứ tiến đã. Thế còn ai đúng đủ nắng thì hoa sẽ nở, có phải không cả nhà? Thế đấy là cái điều đầu tiên, thông điệp đầu tiên tôi muốn gửi tới các bạn. Thông điệp thứ hai là có thể những người bạn của chúng ta chưa hiểu về những việc của mình đang làm. Thế thì mình hiểu là được rồi. Quan trọng nhất là mình hiểu, không cần người khác hiểu. Đấy, rồi đến một ngày đẹp trời, nếu đủ duyên thì hiểu thì rất tốt, cùng nhau đồng hành, mà chưa hiểu cũng không có vấn đề gì, phải không cả nhà? Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba mà trong cái câu chuyện của bạn Sâm chia sẻ, bao nhiêu anh chị em mà muốn thành công và thành công nhanh nào, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Ở trong này nó có một cái bí quyết rất quan trọng cần chia sẻ với anh chị em để chúng ta hình dung. Trong cái hành trình mà chúng ta đi này đấy, thì chúng ta đi theo hệ thống, đúng không? Thì cái hệ thống nó giống như là này, nó giống như là đường ví von, giống như này để chúng ta hình dung cho nó dễ. Đầu tiên là nó giống như là cái thang cuốn ở trong các cái tòa nhà cao tầng, trong các trung tâm thương mại ấy. Việc của chúng ta là gì? Việc của mình ấy là đứng lên cái thang cuốn này. Đứng lên cái thang cuốn này và đưa đồng đội của mình đứng lên cùng cái thang cuốn này, và cái thang cuốn nó tự đẩy chúng ta lên. Anh chị em hình dung chưa? Đấy, việc của mình là đứng lên cái thang cuốn này và đưa đồng đội của mình đứng lên thang cuốn này, và đồng đội đứng lên đây, phía trên kia là có ô tô. Thông điệp là như thế. Bảo làm sao đấy, bảo đồng đội nào, kiểu gì thì kiểu, đứng lên cái thang cuốn này. Tối thứ 3, tối thứ 6 là nhóm cơn lốc ngược. Tối thứ 4, tối chủ nhật là hệ thống S69. Đấy là cái thang cuốn, đúng không nào? Đứng lên thang cuốn này. Come on. Đứng hết lên đây. Kiểu gì thì đứng lên cái thang cuốn này, thân tâm tuệ của mình cũng sẽ tăng, vào phía trên kia là ô tô. Làm việc thông minh hơn thay vì làm việc hùng hục. Thế nào gọi là làm việc thông minh hơn? Cứ đi theo, cứ đứng lên cái thang cuốn này. Đấy là làm việc thông minh hơn. Hệ thống giúp chúng ta lớn hơn. Hệ thống giúp cho tư vấn viên của mình lớn lên. Và cứ đi theo cái thang cuốn nó, đi theo hệ thống, thì nó mới nhân bản ra được thủ lĩnh. Còn tự mình không nhân bản được đâu. Còn nếu ai mà đã có bề dày kinh nghiệm rồi, đúng không? Chúng ta có thể tạo ra hệ thống riêng của mình, không cần theo S69 cũng được. Có hai lựa chọn. Một là follow cái dòng chảy của S69, cái hệ thống S69. Hai là tự tạo ra hệ thống của mình. Đấy, thế cho nên là chúng ta muốn đi nhanh ấy, đứng lên cái thang cuốn đấy, đưa đồng đội của mình thang cuốn nó, và phải nhớ là muốn đồng đội của mình lên thang cuốn nó, phải cho họ biết lý do tại sao đứng lên cái thang cuốn này. Bởi vì phía trên kia là ô tô, là Mercedes-Benz, là biệt thự Hy Lạp. Thông điệp rất đơn giản như vậy thôi. Hoặc là cái hình ảnh này nó giống như một cái dòng chảy, nó giống như một cái dòng sông. Mình là con cá, mình đưa cái đàn cá của mình vào đây đấy, và trôi theo cái dòng chảy này, chảy xuôi dòng nhá. Thế thì khi mà chúng ta đi theo hệ thống ấy, chúng ta bơi cùng với hệ thống ấy, chúng ta bơi một sải, hệ thống đưa chúng ta thêm hai sải, đúng không? Nếu chúng ta chèo thuyền, chúng ta chèo một mái thuyền và chèo xuôi dòng ấy, thì hệ thống đẩy chúng ta thêm hai cái mái chèo. Cả nhà hình dung chưa nào? Tức là đi cùng với hệ thống, đồng hành cùng hệ thống, đấy là đi xuôi dòng cùng với hệ thống. Và khi đi xuôi dòng thì được sao? Tự cái nước nó đẩy mình đi. Mình chỉ cần sao? Một lực rất nhẹ là được tự đẩy đi. Đấy là cái cách kinh doanh này. Và ai mà không hiểu thì cứ đi theo hệ thống, dần dần rồi sẽ hiểu, đúng không? Rồi cả nhà neo sao sai tay vào nhau để neo, là cứ theo hệ thống, dần dần rồi sẽ hiểu. Yes, cảm ơn cả nhà. Anh chị em nào K5 nữa giơ tay để Cường gọi cho nó nhanh. Ở cái nút đây nó có cái nút giơ bàn tay ấy. Chúng ta nhìn thấy cái bàn tay, chúng ta giơ vào bàn tay. K5 mới giơ tay. Nguyễn Đăng Thái đúng không? Nhưng mà giơ tay là phải bật cam. Ai mà giơ tay phải bật cam. Đề nghị giơ tay nhưng bật cam. Đấy rồi. Hảo Giang. Xin mời tân tư vấn viên K5 Hảo Giang bật micro. Em. Rồi, xin mời. Chàng trai.
Em giới thiệu, em là Hà Giang Thảo, em đến từ thị trường Bắc Giang. Em đây là em lên này, em muốn giới thiệu cho một người em mong thủ lĩnh quốc tế Trung Huy Cường dẫn dắt em đấy và bình tĩnh, bình tĩnh. Hiểu. Bình tĩnh, em có phải tư vấn viên K5 tháng 7 không? Đã không ạ. ok. Cái buổi này nhưng mà em muốn được xin phép xử lĩnh 2 phút không ạ? À, khi khác 2 phút thì được nhưng mà không phải lúc này. Cảm ơn em. Rồi, xin mời ai là tân tư vấn viên K5 tháng 7. Đấy. Tư vấn viên K5 tháng 7 thì giờ đây. Đỗ Thanh Loan là K6. K5 cơ. Nguyễn Đăng Thái giơ tay nhưng mà không bật camera. Xin mời đây rồi, ok. Xin mời tân tư vấn viên K5 Mai Thùy Nhung, xin mời. Xin mời chị Mai Thùy Nhung bật mic. Yes, xin mời. Xin chào thủ lĩnh Phan Huy Cường cũng như tất cả các chị em trên Zoom. Mình tự giới thiệu, mình tên là Mai Thùy Nhung, hiện đang đến từ thị trường Biên Hòa. Thì trước khi mình phát biểu thì phải nói là có thể là nói rằng là trong hệ thống S9 của thủ lĩnh Phan Huy Cường thì là mình nhớ một cái câu mà thủ lĩnh Huy ở thị trường Nguyên Hòa hay nhắc đó là 76 máu hơn những 7 khác. Đúng rồi, yes, 76 máu hơn các 7 khác. Thì Nhung hiện tại là cũng 76. Thì nào mà máu thế? thì Nhung cũng được trao đổi với thủ lĩnh Cường qua một vài lần ở trên cái Zoom mà vào cái ngày như là chủ nhật. Thì phải nói rằng là khi mà đến với Siberia á thì Nhung cảm nhận được là đầu tiên á là mình phải có một cái niềm tin mãnh liệt. Thứ nhất là mình tin tưởng vào cái bản thân. Cái thứ hai là mình tin tưởng là mình đặt ra một cái ước mơ và xác định mục tiêu chính xác. Thì Nhung nghĩ rằng là bản thân mình có thể quyết tâm thì mình sẽ làm được điều đó. Thì trước mắt thì có những trở ngại. Tuy nhiên nếu mà mình những trở ngại đó nó sẽ làm động lực cho mình để mình tiến tới mục đích. Ví dụ như là thì Nhung có một bé nhỏ sinh non, mắt bé thì hiện tại là khiếm thị. Nhưng mà thì Nhung cũng đã đi mổ Thái Lan cũng như là đi tư vấn ở Singapore rồi. Mong muốn là có thể là đi Nga để mà tìm cách để chữa mắt cho bé. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì thầy Nhung nghĩ rằng là chắc là cũng không cần phải vội vàng đi Nga. Mà thầy Nhung hiện tại là trong cái bước đường tìm hiểu về series cũng như là đang trải nghiệm sản phẩm và đang kinh doanh. Thực tế thì thầy Nhung bản thân là một cái giáo viên dạy toán của cái trường trung học cơ sở Trần Đạo. Nhưng mà trước mắt thì thầy Nhung thấy rằng là có những cái mà mình có thể tin tưởng vào sản phẩm Siberi để bổ trợ mắt cho con. Cái thứ hai nữa là ai cũng mơ ước, ai cũng có một niềm tin là thầy Nhung tin tưởng rằng là thầy Nhung sẽ đi vào cái quỹ xe hơi. Tức là thầy Nhung quyết tâm là sẽ đi đến bằng được để mà hưởng được cái ô tô. Ngoài ra thì trong thời gian đó có thể là giúp được rất rất nhiều người, trong đó có phụ huynh nè, có học sinh nè, rất rất nhiều người đang cần Nhung giúp đỡ. Thì hiện tại là Nhung đang giúp đỡ cho mọi người về kiến thức. Con của tức là các em học sinh ở cấp 2 về kiến thức. Và tiếp theo nữa là có thể là đưa đến tất cả mọi người những cái sản phẩm, những cái sức khỏe để cho tất cả mọi người mà có thể là tiếp xúc với Nhung có được kiến thức, có được sức khỏe. Ngoài ra là cũng có thể là lãnh được ô tô giống Nhung nữa. Yes. Cảm ơn và chúc mừng Mai Thùy Nhung. Bây giờ bạn Nhung có muốn có xe hơi hình bông tuyết không? Dừng vào tay gái nào.
Đó đúng không? Đó. Rồi, cảm ơn Mai Thị Nhung. Cường hỏi anh chị em khác này, bao nhiêu anh chị em mà muốn chắc chắn sở hữu xe hơi hình vuông tiết rồi ngon tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ nhá, Việt Nam chúng ta có 284 người đạt được rồi, đúng không? 284 người đạt được rồi. Thế thì và trong đấy có rất là nhiều lớp 3, lớp 8 nông dân bán cá. Không những làm được lại còn giúp đồng đội của mình làm được, không những giúp đồng đội của mình mà chị bán cá còn giúp được hơn chục người đạt được. Thế thì nó có một bí mật này, anh chị em nào muốn nghe bí mật cần chia sẻ đừng có tay cái. Bây giờ mình muốn đạt được cái gì ấy, cứ giúp người khác đạt được cái đó. Mình muốn đạt được cái gì thì mình giúp người khác đạt được cái đó, chắc chắn mình đạt được. Bây giờ các bạn muốn có ô tô, giúp người khác đạt được ô tô, kiểu gì mình có ô tô. Muốn có người khác, muốn có ô tô, giúp người khác có ô tô. Cứ đi tìm những người muốn có ô tô ấy, vào đây học, làm theo hệ thống S69, 6 bước đi, 9 bài học, đúng không nào? Và khi họ có ô tô là kiểu gì mình cũng có ô tô. Khi mình giúp được 5 đồng đội có ô tô là mình có Mercedes-Benz. Nguyên lý rất đơn giản, đúng không nào? Đấy, thế cho nên ý, ngày xưa mình không hiểu câu chuyện này. Ngày xưa mình bảo, tại sao ông Robert Kiyosaki, ông lại gọi là trường dạy kinh doanh dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Rồi ông lại nói là bạn muốn có cái điều gì trên cuộc đời này thì hãy đi giúp người khác có cái đó thì chắc chắn bạn sẽ có được cái điều đấy. Ông nói là nếu như bạn muốn là nếu như bạn muốn có một cái cuộc sống tự do đúng nghĩa, bạn giúp những người khác có cuộc sống tự do đúng nghĩa và bạn có cuộc sống tự do đúng nghĩa. Và dần dần mình đi trên cái hành trình này và đặc biệt là từ khi hợp tác với Simbri thì mình thấy điều đấy chính xác tuyệt đối. Chính xác tuyệt đối. Và cái ngày Cường nhận xe hơi trong dự án xe hơi, anh chị em biết là ngày đó là hai đồng đội trực tiếp hai tầng một của Cường cùng nhận xe hơi. Đấy, người hướng dẫn của mình nhận xe hơi. Cho nên cả nhà thấy đúng không? Rõ ràng là giúp người khác đạt được điều họ muốn thì mình đạt được điều mình muốn. Đấy là nguyên lý. Đấy là nguyên lý. Thế cho nên là sao? Muốn thành công trong cái nghề kinh doanh này, bắt đầu học giúp đỡ người khác, phải học cách giúp đỡ người khác. Và mình muốn giúp đỡ được người khác thì chắc chắn là phải rèn thân tâm tuệ, đúng không? Rèn ý chí, đạo đức, nghị lực, tức là làm sao nâng thân tâm tuệ dần dần lên trong quá trình học và hành, kiểu gì mình cũng giúp đỡ được người khác. Đấy, bước đầu sơ khai chúng ta cứ hình dung câu chuyện như vậy đó nhá. Đấy, muốn có cái gì thì giúp người ta, người khác có cái đó, chắc chắn mình sẽ có. Muốn có ô tô, giúp người khác có ô tô. Muốn có 50 triệu một tháng, giúp người khác có 50 triệu một tháng, kiểu gì mình có 50 triệu một tháng. Muốn có 100 triệu một tháng, giúp người khác có 100 triệu một tháng, kiểu gì mình cũng có 100 triệu một tháng. Muốn có 500 triệu một tháng, giúp vài người có 200, 300, 400 triệu một tháng, kiểu gì mình có 500 triệu một tháng, anh chị em ạ. Muốn có cái gì, mình giúp người khác có cái đó. Cảm ơn chia sẻ của một đồng niên Mai Thùy Nhung sinh năm 1976 ở Biên Hòa Đồng Nai. Rồi, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta đến với tư vấn viên. Xin thêm một tư vấn viên K5 nữa. Chúng ta trong các cái cơ hội khác chúng ta không có dịp chia sẻ. Xin mời bạn tân tư vấn viên K5, bạn Nguyễn Toán à? Không nhớ họ nhưng bạn Toán ở Hòa Bình. Xin mời. Bật micro. Bạn Toán hay bạn Toan nhỉ? Dạ vâng, em xin chào thủ lĩnh quốc tế ạ. Em xin chào các anh chị em có mặt ở trên Zoom ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Doãn Thị Toán ạ. Năm nay em 35 tuổi. Em đang ở thị trường Hòa Bình. Em vào Siberia thì đến nay cũng được tháng thứ hai rồi ạ. Vâng, tháng đầu tiên thì em K3 và tháng vừa rồi thì em lên K5 ở phút cuối cùng. Ghi bàn ở phút cuối cùng, điều gì giúp em từ K3 lên K5? Em thì khi vào đến đây thì em xác định là chắc chắn là mình sẽ đạt được cái mục tiêu là cố gắng đạt được cái mục tiêu là mình sẽ có ô tô và giúp được những đồng đội của mình có ô tô. Cho nên là em cũng nỗ lực chia sẻ và nỗ lực để hoàn thành được những cái mục tiêu của mình đề ra. Vâng, và tháng tới này thì mục tiêu của em là K6. Tháng 8. Tháng 8 này thì em mục tiêu của em là K6 ạ. Yes. Vâng. Tháng 8 K6. Bây giờ em muốn biết cách lên K6 nhanh nhất không? Em có ạ.
Ai mà ký hợp đồng từ 25 tháng 7 ấy mà chưa đạt K4 ấy, giúp họ đạt K4 bằng được để tham dự ngày 15 tháng 8 100% lên K6, không những K6 mà K6 8.000 điểm. Vâng ạ, em sẽ cố gắng ạ. Em cố gắng hay em quyết định là làm cho điều đấy xảy ra? Em quyết định ạ. Còn nếu như em giúp được 4 người có mặt trong chương trình đấy thì 100% tháng này sẽ lên K7. Bây giờ chọn K6 hay K7 nào? Em chọn K6 ạ. Thế bây giờ có niềm tin là giúp được 4 người có mặt trong chương trình đấy không? Cùng với mình là 5. Tin không? Em tin ạ. Đấy, có ông xã ngồi cạnh đúng không? Ông xã ngồi cạnh, ông xã giúp một người, thêm mình 3 người nữa. Kiểu gì chả có mặt đúng không? 4 dạ. người có mặt trong 15 tháng 8, kiểu gì tháng này lên thẳng K7 luôn cho nó nhanh. Mất công lên thì lên nó nhanh, nó vẫn sướng hơn là lên vừa vừa. Yes. Vâng ạ. Yes, em cảm ơn ạ. Rồi, bà Toán giới thiệu một chút trước khi đến Sivri làm gì Toán nhỉ? Dạ vâng ạ, em xin giới thiệu với thủ lĩnh quốc tế và các anh chị em có mặt trên Zoom là trước khi em đến Sivri thì em cũng đã tốt nghiệp cái trường cao đẳng du lịch và em cũng không xin được việc làm, thì làm công nhân may thì trong cái thời gian làm may thì lương của em chỉ được 3-4 triệu một tháng thôi. Nó cũng không làm cho em cảm thấy thoải mái về thu nhập, cũng như là những em thì lấy chồng xa cho nên là mỗi lần có việc mà xin về quê là rất là bất tiện. Cứ phải xin từ mấy tháng trước hay là để cho tổ trưởng sắp xếp công việc thì là nó rất là khó khăn, nên là em cũng thấy là nó rất là không được tự do. Thế là vì là cũng có cái bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng du lịch thì em có biết nấu ăn, cho nên là em cũng mở một cái quán bánh mì phục vụ cho công nhân và học sinh. Em cũng làm được mấy năm, thì thời gian đầu thì em cũng rất là đông khách, quán của em rất là đông khách. Thế nhưng mà sau một thời gian thì xung quanh thì mở ra là rất là nhiều hàng quán, cho nên là thu nhập của em nó cũng bị giảm. Đầu tiên thì em cũng được 15-20 triệu một tháng ấy. Nói chung như thế em cũng cảm thấy rất là ổn. Thế nhưng mà dần dần thì xung quanh thì mọc ra rất là nhiều hàng quán thì ít. Và đến đầu tháng đầu năm ngoái ấy, thì là do cái dịch Covid cho nên là mọi người quán ăn đều bị đóng cửa, cửa hàng đều bị đóng cửa, thế nên là quán của em cũng không thể ngoại lệ. Thế khi đó thì em loay hoay thì em cũng đi tìm cho mình cái cơ hội để mình vừa có thu nhập và vừa có cái sức khỏe. Vì là mấy năm em làm như thế thì là em bị combo bệnh luôn, từ viêm xoang xong là thiếu máu lên não gây tiền đình, đau đầu xong là dạ dày, nó chảy dịch xuống là dạ dày. Thế cho nên là em cũng muốn tìm một cái cơ hội nào đấy để làm nó vừa có thu nhập mà vừa có sức khỏe. Thế em cũng biết đến một cái công ty LML khác. Nhưng mà ở đây thì thực sự ra là sản phẩm thì cũng tốt, thế nhưng mà giá cả thì rất là đắt, nó không phù hợp. Em chỉ chia sẻ được người ta một lần thôi, lần sau là khó, rất là khó tái sử dụng. Thế cho nên là em vẫn đang đi tìm một cái công việc để cho em, trong lúc đó thì em vẫn tìm cho mình một cái cơ hội, là có nghĩa là vừa có thu nhập, vừa có nghĩa là để cho mọi người có thể tái sử dụng được, mà mình sản phẩm rất là tốt. Thế là em cũng gặp được chị Oanh, nên là chị cũng chia sẻ thì em cũng đón nhận ngay. Và em vào đây thì là em làm, thì thực ra là vào đây cái môi trường này em cảm thấy rất là yêu luôn. Lúc nào em cũng cảm thấy là mình ở đây mình sẽ có một cái gì đó động lực, cố gắng để mình đạt được mọi những cái ước mơ của mình trong cuộc sống. Và nhất là để cho gia đình mình có một cái thu nhập gọi là nó cũng tốt, để cho cuộc sống của nó tốt lên. Vì nhà em thì một chốn bốn quê, mỗi lần về quê là toàn đi bằng cái con xe mui trần, nên là rất là mui trần hai bánh, cho nên là rất là vất ạ. Đấy, okay. Mà các con thì toàn thay xe thôi. Vâng, rồi chắc chắn là bạn Toán sẽ bứt phá rất là nhanh đấy, áp dụng đúng cái chiến lược mà anh Cường vừa chia sẻ với Toán đấy nha. Có 4 người cộng với mình là 5 người tham dự chương trình ngày 15 tháng 8, 100% tháng này lên K7. Bởi vì sao em biết không? Bởi vì K4 mà dự trong xong chương trình đấy là 100% lên K5, thế chuyện gì xảy ra 4 người lên K5 thì mình không lên K7 thì là cái gì? Đúng không?
Vâng. À, chúc mừng hoàn toàn. Nếu anh chị em khác ai muốn tiến nhanh áp dụng chiến lược cùng với chia sẻ nhá. À, đấy là một cái chiến lược đột phá đấy. À, bạn Toán à, thì chúng ta biết là cái cách mà vừa rồi bạn kể một cái câu chuyện cần muốn chia sẻ cho cả nhà hình ảnh như này. Chúng ta thấy nếu mà kinh doanh truyền thống mở một cái cửa hàng gì đấy và bắt đầu đông đông khách đúng không? Thì bắt đầu mọc ra như nấm ở xung quanh mình ấy. Bắt đầu cạnh tranh nhau, bắt đầu bán các kiểu đúng không nào? Đấy. Thế nhưng mà chuyện và cuối cùng khách của mình giảm dần. Nhưng chúng ta kinh doanh Sibri ấy, mà cứ mọc ra như nấm từ mình ra thì tốt hay rất tốt cả nhà. Bao nhiêu anh chị em thấy rất tốt rồi ngón tay cái. Đấy, thế cho nên kinh doanh này nó gọi là kinh doanh siêu thông minh vì như vậy. Kinh doanh truyền thống là chỉ sợ copy thôi. Sợ thằng khác copy mất ý tưởng. Còn kinh doanh này mà càng nhiều người copy nhân bản được thì càng tốt. Thế cho nên nó gọi là kinh doanh siêu thông minh. Càng copy nhiều, càng nhiều người sao chép mình, càng nhiều người muốn kinh doanh thành công với Sibri càng tốt. Đúng rồi, càng đông càng sướng. Nguyễn Thu Huyền, chính xác, sao chép càng đông càng sướng. Yes. Đấy. Thế cho nên cả nhà xoa xoa hai tay vào nhau. High five. Càng sao chép càng tốt. Yes. Cảm ơn cả nhà. Thế cho nên là Toán cứ áp dụng cái bài cái câu chuyện đấy nhá. Đấy, ngày xưa em kinh doanh đấy, mở một tháng được 15 triệu, lúc đầu còn ít ít người bán hàng, thế xong lúc đấy cuộc sống nó cũng sướng, thế là tưởng là đời nó nở hoa, thế sau này người ta mở nhiều quá, đấy mà cuối cùng mọi thứ nó lại giảm, xong Covid nữa, thế là chịu. Đấy, thế bây giờ mình nghĩ xem làm có cái cách nào mình kinh doanh thành công mà người khác cứ càng copy lại càng thành công không, là may quá. Đấy, thế là biết đến kinh doanh theo mạng và biết đến Sibri, đúng không? Đấy, cho nên bây giờ nhờ mọi người khác copy, ngày xưa càng copy thì càng ít tiền, bây giờ mọi người càng copy thế là mình càng ngày càng có nhiều tiền. Hãy mang câu chuyện đấy đi kể Toán nhá. Yes, rồi cảm ơn chúc mừng tân tư vấn viên K5 Doãn Thị Toán. Bây giờ chúng ta sẽ đến tư vấn viên K6. Tư vấn viên K6, như anh chị em nào mà chưa có cơ hội lên lên Zoom hôm trước đúng không? Zoom lớn thì Cường xin mời chị Đỗ Thanh Loan. Rồi xin mời tân tư vấn viên trưởng Đỗ Thanh Loan nào, bật micro. Dạ. Em xin chào thủ lĩnh Trương Huy Cường. Em chào tất cả các thủ lĩnh trên Zoom. Thì tên đầy đủ của em là Đỗ Thanh Loan. Thì năm nay em sinh năm 1967, hiện là giáo viên trường Trung học cơ sở Trận Đạo cùng với lại trường của cô Mai Thùy Nhung 1976 lúc nãy ạ. Yes. Cho nên lúc nãy chị muốn chia sẻ, cho nên là Long bấm trước cây và cái dây tay đó, cho nên chứ không phải là không biết mình là cây xấu. Dạ. Yes. Thì Long là thuộc cái tầng 1 của bác sĩ Đặng Quang Hòa. Vâng. Là thuộc cái hệ thống của em Mến xinh đẹp, Mến Happy. Yes. Dạ. Thì hôm Long xuyên đích cây xấu là vào ngày 26 tháng 7 2021. Thì ngày đó Loan thật là hạnh phúc nhất là Loan được vào cái trường chuyên gọi là lớp 6 thôi. Yes. Thì cái ngày đó thì học được một số cái kinh nghiệm nhỏ xíu. Tại vì các anh chị là không phải gọi, bây giờ mình phải gọi là những cái người đàn em của mình chắc cũng phải gọi là anh chị vì người ta giỏi quá. Nhưng mà là cái lớp trên á, có những cái kinh nghiệm thì Loan áp dụng vào. Ngay ngày hôm đó thì Loan chốt được 2 đơn hàng. Rất là thành công. Thì đang xin chia sẻ với mọi người một chút về cái kinh nghiệm sau khi mà vô Sibri 2 tháng thì Long xuyên đích K6 như thế này ạ. Thứ nhất là Long xác định cái mục tiêu của mình. Thì cái tháng 6 là Long phải xuyên đích cái K5 để mà được dự cái pre-camp 4 tháng 7. Thì cái ngày đó thì giữa tháng Long đã xuyên đích được K5. Và cái mục tiêu của mình là chỉ để được vào cái chương trình Rickem vào ngày 4 tháng 7 đó với sự có mặt của rất là nhiều người nổi tiếng. Không phải nói trong chương trình đó giúp chị chuyển đổi như thế nào? Nói chung là lúc đầu á thì Long nghĩ là mình chỉ tham gia để Long lấy cái sức khỏe cho mình. Tại vì Long đã trải nghiệm cái sản phẩm này là hơn 1 năm rưỡi. Thì hiện tại Long còn 2 năm nữa về hưu. Thì Long xác định là bây giờ về hưu thì mình làm cái gì. Thế là
Tại vì hiện tại Lân đang công tác là một chủ tịch công đoàn ở trường Trung học Cơ sở Trận Đạo. Rất rất là nhiều công tác cứ đổ ập lên, ổ ập lên. Vừa rồi trường Lân lại trưng dụng làm cái khu cách ly F1. Cho nên rất là bận rộn á. Thì cũng vì cái sản phẩm mình nó tuyệt vời. Cho nên là Lân trải nghiệm một năm rưỡi thì mới mạnh dạn là mình đi chia sẻ với mọi người. Thì Lân cũng nói là cái hướng của mình là về hưu thì mình sẽ đứng hẳn vào trong cái tập đoàn series. Hiện tại thì cũng mong các thủ lĩnh là cho Lân đứng hai chân, mặc dù là Lân không thể rời được cái cuộc chơi đầu tiên của mình. Tại vì Lân là một cái chủ tịch công đoàn và có cái nhiệm kỳ là đến 2023. Là lúc đó là Lân được phải cộng thêm mấy, Lân cộng đúng một năm nữa. Thưa thủ lĩnh là như thế. Rồi cái một cái động lực thứ hai của Lân á, là có một cái chương trình là dành cho K6. Mục tiêu chị chia sẻ thêm là cái cần đang hỏi cái chương trình Rich Camp ấy, K5 ấy, giúp chị nhận ra cái điều gì và có điều gì chuyển đổi sau cái chương trình. Dạ đó. Có thì Long cũng nói là Long sẽ hứa là Long sẽ phải theo series suốt đời. Và tại vì những anh chị đó thì mình thấy là trong đó có những người người ta thành công, không phải là người ta có học vấn cao, mà người ta cũng có thể là làm được điều đó. Yes. Thì bản thân mình như thế không lẽ mình không làm được, cho nên nó là một cái động lực để mà Long phấn đấu. Yes. Thì với thủ lĩnh như thế thì cái khi Long vào được cái chương trình đó Long rất là phấn khởi, và nói chung là mình thật là hạnh phúc vì là mình được nói chuyện với rất là nhiều người. Đôi khi mà Long vào á, mà Long không được vào cái lớp vừa rồi á, cái lớp vào Long vào hơi trễ, hay là tại vì Long vào không đúng cú pháp gì á, vừa rồi là cũng không được vào, cũng than với mến Happy là trời ơi sao chị không được vào. Cái gì em nói với thủ lĩnh Trương Quy Cường cho chị vô cái lớp mà lớp K6 mà của cái lớp đại bàng gì đó. Mỗi lần chị đăng nhập là chị bị rớt ra ngoài, thậm chí ở ngoài phòng. Thì đến đầu tháng 7 là thêm một cái động lực nữa cho Lân, đó là Lân sẽ được tham dự cái chương trình dành cho K6. Thì đó cũng là cái mục tiêu để Lân phấn đấu, và Lân xuyên đích vào ngày 26 tháng 7. Thì cái chia sẻ của Lân ở đây á, là thứ nhất là đem cái trải nghiệm của bản thân để chia sẻ cho mọi người, mang lại cái sức khỏe cho mọi người. Đồng thời vừa hồi chiều này á, Lân cũng chia sẻ được một số cái anh chị là nói rằng là bây giờ chị muốn trải nghiệm sản phẩm nhưng mà chị lại không có tiền. Thì Lân nói là bây giờ chị cứ chia sẻ một người, hai người, ba người, bốn người có cái khao khát giống như chị, thì chị có thể là chị sẽ trải nghiệm sản phẩm mà không mất tiền. Nhưng mà lúc đó chị có thể giúp đỡ được rất là nhiều người mà chị mang lại sức khỏe cho chị. Thì lúc đó chị mới tự tin, chị phải trải nghiệm có ai mà bỏ vốn ra kinh doanh mà 2.6 triệu không? Thì chị cứ nghe lời em. Cái chị nói là chị nghe như vậy chị rất là phấn khởi, tại vì chị đang bị một cái căn bệnh là giống như thế này nè thủ lĩnh, tức là chị đi tiểu không có máu nhưng xét nghiệm chị lại có máu trong nước tiểu. Thì Lân nói là cái tập đoàn Simri này là chăm sóc sức khỏe của mình rất là hay. Lân đã trải nghiệm cho cái cô bạn mà trào ngược dạ dày sau 12 ngày nha quý vị. Cô đó điện cho Lân là bạn thân, cô tên Đỗ Thế Loan, còn Lân là Đỗ Thanh Loan. Hai đứa cùng học từ nhỏ cho đến vào đại học luôn. Thì lúc đó là sau 12 ngày, bạn nói là người ta không biết cái sản phẩm này nó tuyệt vời như thế. Bây giờ là không trào ngược dạ dày nữa, mà thậm chí cái sự cồn cào ở trong cái bao tử nó không còn luôn. Nên thấy là bạn của Lân nó khẳng định một cái sản phẩm thật là tuyệt vời. Cho nên mình hy vọng là cái mà Lân có thể chia sẻ được đến cho tất cả mọi người á, thì Lân làm được tới đâu Lân làm. Lân cũng là một người theo đạo Phật, thì Lân nói là tùy duyên, thì cũng là một cái cơ duyên mà Lân đến được cái chương trình của hệ thống S9. Dạ, Lân rất là hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn thủ lĩnh và xin mọi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe Lân nói. Rồi, chúc mừng chị Đỗ Thanh Loan đó, tân tư vấn viên trưởng cô giáo. Tháng vừa rồi là các thầy cô giáo lên ngồi rất nhiều, toàn thấy K6, K7 mới rồi vân vân, các thầy cô giáo rất là nhiều. Cường chia sẻ với chị Loan một cái câu làm tới đâu thì tới ấy. Bây giờ chị thay cái câu đấy nhé. Chị viết xuống câu vở xong thay bằng làm tới bến. Chị nhé. Hết cho. Làm tới bến.
cùng là một câu nói thôi đúng không? À, mình thay làm tới đâu thì tới, làm tới bến, đã làm tới bến cho nó máu. Chúc mừng chị Thanh Loan. Trong cái câu chuyện của chị Thanh Loan là có một cái chương trình rất là đặc biệt dành cho các tư vấn viên trưởng hoặc là đang K5, K4 và hoàn toàn có cơ hội tháng sau, mùng 5 tháng 9. Mùng 5 tháng 9 chúng ta có một cái chương trình vô cùng đặc biệt, đấy là chương trình đào tạo nhà đào tạo, Train the Trainer. Với cái chương trình này, Cường đi học thầy Blessinger ấy, là $5,000 cộng với lại cả tiền vé máy bay rồi ăn ở Singapore. Mà các bạn biết rồi, ở khách sạn ở Singapore rất là tốn tiền. Cộng thêm đi học một chương trình nữa cũng của thầy Blessinger là nhà điều phối bậc thầy, khoảng độ $7,000 cũng cộng với chi phí ăn ở nữa. Đấy, và về đã áp dụng thành công, trở thành nhà đào tạo, đúng không? Đóng gói lại trong một cái chương trình chia sẻ với các bạn vào ngày mùng 5 tháng 9 mà các bạn chẳng mất đồng nào hết. Nhưng với điều kiện trở thành tư vấn viên cao cấp, trainer, trainer. Chúng ta biết rồi, cái đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng là trở thành thầy cô giáo và thủ lĩnh, truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt, phải không nào? Thế thì trong cái chương trình đó, chúng ta sẽ lần đầu tiên chúng ta sẽ được mổ xẻ, được chia sẻ một cách chi tiết và sâu sắc về giáo dục. Và chúng ta đều biết là giáo dục là vũ khí duy nhất để có thể giúp con người thay đổi, giúp đất nước thay đổi và giúp thế giới này thay đổi. Và hôm đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, cắt nghĩa với nhau giáo dục thực sự nó là cái gì? Mục tiêu thực sự của giáo dục là gì? Phải chăng mục tiêu của giáo dục là đào tạo ra những học sinh giỏi? Phải chăng là mục tiêu của giáo dục là đào tạo ra được nhiều ngành nghề khác nhau? Mục tiêu thực sự của giáo dục là gì? Thước đo của giáo dục là gì? Phải chăng thước đo của giáo dục là điểm 6, 7, 8, 9, 10? Trong cái chương trình đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Và cái thực sự, cái kết quả mà giáo dục mang lại cho con người ta hướng tới cái điều gì, vân vân. Rồi chúng ta sẽ hiểu được thế nào là giáo dục mà đổ đầy, thế nào là giáo dục thắp sáng, thế nào là giáo dục khai sáng, vân vân. Trong cái chương trình đào tạo nhà đào tạo chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Rồi chúng ta có những cái phương pháp, có những cái cách thức đấy, để làm sao nếu như Zoom ấy, là làm sao mà anh em ít buồn ngủ, đúng không? Ít ngáp. Rồi nếu mà đào tạo sân khấu ấy, làm cách nào mà chúng ta có thể muốn cho ai cười thì cười, ai khóc thì khóc. Có những lúc mà nó trầm lắng xuống, có những lúc nó bay bổng, có những lúc nó bừng bừng khí thế. Bao nhiêu anh chị em muốn học những cái phương pháp như vậy, muốn nắm được những cái kỹ năng như vậy thì giơ ngón tay cạnh. Rồi, cả nhà xót sai, tay vào nhau xót sai, tay vào nhau high five, đào tạo, nhà đào tạo. Yes! Mùng 5 tháng 9, dành cho tư vấn viên K7. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Tân tư vấn viên trưởng mới nào. Tân tư vấn viên trưởng mới đội đội Vũ Hạnh đây. Xin mời. Ghi được đi. Xin mời Linh ơi. Dạ, em xin phép được mời chị Nông Thị Việt Hà với ạ. Ok, xin mời chị Nông Thị Việt Hà. Xin mời chị Nông Thị Việt Hà, bật micro. Em mở mãi mới được mic ạ. Dạ vâng. Xin mời. Em chào thủ lĩnh Trương Huy Cường, chào thủ lĩnh Trần Thị Kim Dung cùng tất cả các thủ lĩnh tương lai. Con sang bên kia đi, bà làm việc. Chị Nông Việt Hà. Vâng. À, chị Nông Việt Hà chia sẻ, giới thiệu bản thân này, chia sẻ cái điều cốt lõi ấy, giúp cho chị trở thành tư vấn viên trưởng, để giúp cho những anh chị em khác mà đang K2, K3, K4 gì đấy muốn lên tư vấn viên trưởng. Xin mời chị. Vâng, em xin tự giới thiệu, em là Nông Thị Việt Hà. Hiện tại thì em đang là bộ đội nghỉ chờ hưu. Đến tháng 9 này thì bắt đầu là em nhận lương hưu, hết tháng 9 bắt đầu tháng 10 là nhận lương hưu ạ. Em ạ, cái mà thực ra thì cũng là nhân duyên khi biết đến Siuri, khi đến nhân duyên biết đến, đúng là đủ nhân duyên, đủ phúc đức thì tự những cái nhận duyên lành nó sẽ đến với mình. Thực ra thì
em cũng luôn luôn là khao khát muốn giúp đỡ người khác. Và khi mà mình nghỉ, thời gian nghỉ chờ hưu ấy, thì cũng thấy rằng là đầu tiên thì mình vẫn đang với cái suy nghĩ, cái tư duy của một cái người làm công ăn lương ấy, và đến khi được nghỉ thì nghĩ rằng là đấy là một cuộc sống nó tạm ổn rồi, về như thế thì mình tạm bằng lòng với những gì mình có. Thế nhưng thực sự khi mà được em Hạnh, em chia sẻ, em Vũ Hạnh chia sẻ, và mình thấy rằng khi dùng sản phẩm mới thấy sản phẩm nó quá tuyệt vời, thì và lại thấy rằng là cái cơ hội khi mà vào môi trường lại thì thấy cơ hội nó quá tuyệt vời. Mình cũng không biết là cái cảm nhận, cái linh cảm của mình thế nào, nhưng mà khi đầu tiên được vào Zoom mà học của hệ thống S69 ấy, được nghe Trương Huy Cường chia sẻ, thì mình có cảm thấy rằng là có một cái gì đấy nó thôi thúc mình, và mình rất là muốn là mình tự nhiên mình như là mình nhìn thấy là cái con đường sáng ấy, nó ở phía trước ấy. Đấy thì mình mặc dù là mình mới bắt đầu vào ấy, mình chả hiểu cái gì hết, cũng chả biết là làm kinh doanh nó như thế nào, đấy, làm kinh doanh như thế nào và làm thế nào để mà mình làm được những điều như thế, và rất nhiều nỗi sợ hãi. Nhưng thực sự khi mà vào được học cùng với hệ thống, được chảy cùng với dòng chảy của hệ thống ấy, thì mình nhận thấy rằng là thực sự đây là môi trường mà mình thực sự mình thấy mình quá may mắn khi là mình biết đến môi trường này, và mình ấn định là mình sẽ đi đến cùng. Có thể là lúc đấy mình chưa biết là đi thế nào, làm thế nào, nhưng mà đấy là cái mà mình nhìn thấy và mình luôn luôn ấn định trong đầu như thế. Đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là khi mà mình vào thì mình thấy các thủ lĩnh và trải nghiệm sản phẩm, thì mình các thủ lĩnh ý, và như là thủ lĩnh Vũ Hạnh, mình nhìn thấy kết quả của thủ lĩnh Vũ Hạnh đấy, bạn đi trong vòng 6 tháng, 7 tháng thì bạn đã có xe hơi. Và đấy là cái kết quả mà mình nhìn thấy. Mặc dù là mình cũng lúc đầu cũng chả nghĩ rằng là mình vào để mà mình có xe hơi đâu. Thế nhưng mà đấy, khi mà mình nhìn thấy những cái kết quả mọi mọi người và được chia sẻ trên Zoom ấy, thì mình thấy là hoàn toàn là mọi người nói từ tâm, và mình nhận thấy rằng đây là một môi trường mà có cái sự yêu thương, sự gắn kết rất là lớn. Đấy thì bắt đầu khi mình vào thì đầu tiên, tháng đầu tiên là mình đã đạt K5 được. Cái sự chia sẻ của mình, thực ra là mình thấy cái sản phẩm nó quá tốt, và chia sẻ với những người bạn của mình, và những người bạn mình đón nhận dùng sản phẩm vì thấy rằng là họ tin mình và họ dùng sản phẩm. Đấy, và mình cũng bắt đầu là tuyển được tầng 1 cho mình. Đấy, khi mà mình tuyển, khi tuyển được tầng 1 cho mình thì bắt đầu là lúc đấy thì bắt đầu là mình học. Nhưng lúc đầu thì rất là nhiều nỗi sợ hãi, nhưng mà khi được vào ấn định là mình sẽ vào cái Zikem mùng 4 tháng 7 ấy, thì khi mà qua cái buổi Zikem đấy thì mình nhận ra rằng là đúng như các thủ lĩnh thường nói và thường chia sẻ trên Zoom ấy, muốn thành công thì đặt mông vào sự kiện. Khi đấy thì mình vào sự kiện thì mình thấy vỡ òa ra, thực sự là như vỡ òa, là mình thấy rằng là mọi câu chuyện mà khi mà mình được nghe ở các cái Zoom ấy, nó chỉ là câu chuyện đâu đó, những câu chuyện mà truyền những câu chuyện mình nghe được thôi. Nhưng đến đấy thì thực sự được nghe những con người đấy bằng xương bằng thịt chia sẻ, những bạn lớp 3, những bạn lớp 8, những người nông dân đấy, những chị bán cá đấy, những người người ta thành công như thế vậy đấy. Và hai nữa là mình chia sẻ đấy là những người mà bình thường cũng trở lên phi thường, còn những người mà đã thành công rồi như là bạn Ngô Bích Hà đấy. Đấy, bạn chia sẻ thực sự hôm đấy thì cũng lấy rất nhiều nước mắt của mình, và cũng thấy rằng là nó ở đấy mình mới thấy rằng là mình mới nhận thấy và mình luôn luôn có cái niềm tin rất là lớn đối với cả Siuri, và mình thấy rằng đây là một con đường mà mình sẽ, nếu mà được vào đây mình chọn, mình ấn định mình sẽ đi đến cùng ấy, thì mình sẽ nhận được rất là nhiều những giá trị. Thứ nhất là mình giúp được rất là nhiều người khao khát mà muốn, mặc dù là người khao khát để người ta có một cuộc sống ví dụ bình thường như là những người cán bộ công nhân như mình thôi. Người ta có muốn có cái nguồn thu nhập thêm từ 5 triệu, 7 triệu đến 10 triệu thì đấy hoàn toàn mình có thể giúp được. Đấy. Đấy, và hai nữa là vào đây mình mới thấy rằng là mình được học rất nhiều, học được những cái mà bản thân mình trước kia ấy, không bao giờ nghĩ rằng là mình có thể làm được những cái điều như thế. À, không biết là mình không biết là mình ngày xưa cứ nói về kinh doanh như thế, mình chưa biết kinh doanh là như thế nào, làm thế nào, người ta phải có kiến thức, người ta phải học rất là nhiều
và người ta phải có cái nền tảng kinh doanh gì thì người ta mới làm được. Nhưng mà vào đây thì mình thấy rằng đó có một cái bản đồ thành công có sẵn rồi, và thực sự mình rất ngưỡng mộ thủ lĩnh Trương Huy Cường. Đấy, và khi mà nghe cái câu chuyện chia sẻ của anh ấy, khi mà anh làm cái ngành khác và cái ngành MLM khác ấy mà ngày trước ấy, mà khi mà anh không thành công đấy, đến lúc anh vào COD anh không còn một đồng nào hết và anh phải vay tiền để anh làm, và đến bây giờ đấy anh dẫn cả một hệ thống. Và thực sự khi mà nhìn thấy như thế và nhìn thấy là những cái người mà đi theo anh thành công như thế thì đấy, mình quá may mắn khi mà mình biết đến môi trường này. Đấy, và mình muốn rằng là nói với tất cả mọi người rằng các bạn đang là K4, K3, K4, K5 thì hãy cố gắng, hãy làm hết mình và luôn phải đặt mục tiêu rằng là mình sẽ thành công, và mình ấn định rằng mình là ca mấy, mình như thế nào thì mình ấn định, thì lúc đấy vũ trụ sẽ gửi cho mình nguồn nhân lực và nguồn lực. Đấy, thì mình sẽ đạt được cái điều đấy. Đấy là cái điều mà mình tin tưởng là như thế. Và khi mình làm, mình ấn định lúc mới đầu mình K5 mình bảo là K5 2.500 điểm, như đến K6 là 5.000 điểm, nó cả một hành trình. Nếu như mình không ấn định, mình không ấn định ngay từ đầu ấy, không có kế hoạch, không chia nhỏ mục tiêu ấy, thì mình sẽ không đạt được điều đấy. Thì khi mà muốn làm, muốn thành công cái gì đấy thì mình luôn luôn ấn định và mình lên kế hoạch và mình phải làm và làm quyết liệt ấy. Thì lúc đấy thì mình sẽ thành công. Mình biết rằng là cũng trên con đường này cũng rất là nhiều trắc trở, nhiều những cái mà có thể như là các chị nói là sẽ có những cái mà hố xê trước đấy, có thể mình chưa gặp phải những cái đấy, nhưng mình nghĩ rằng là mình tin rằng là nếu như mình có phải ở đấy, phải tụt đúng cái hố xê đấy, thì mình nghĩ rằng là mình tin rằng mình sẽ lên được, và mình chắc chắn là mình sẽ lên được, và mình sẽ nhất là đi đến cùng. Cảm ơn thủ lĩnh Vũ, cảm ơn thủ lĩnh đã cho mình cho chia sẻ, và cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn chị Nông Thị Việt Hà, chúc mừng chị vào trường học Đại Bàng Cơn Lốc Ngược S9 Dream Team vào tối thứ năm hàng tuần. Đấy, và thứ năm này là buổi học đầu tiên của chị Hà ở trong trường học Đại Bàng đúng không nhỉ? Nếu đúng thì giơ ngón tay cái. Rồi cả. À, buổi thứ hai, tức là trước đây có buổi rồi. Chà, về đích sớm. Ok. À, chị Hà có chia sẻ mấy điều hay Cường chia sẻ với cả nhà như này. Chị có nói là đầu tiên có rất nhiều nỗi sợ hãi. Có rất nhiều nỗi sợ hãi. Chúng ta biết là trong cái hạnh bố thí ấy, bố thí là giúp đỡ ấy, mà giúp người về vật chất ấy, tốt nhưng mà vẫn bình thường. Đó. Tức là bố thí về vật chất ấy, về tài vật ấy, tốt nhưng mà bình thường. Cái bố thí cao hơn ấy, đấy, Đức Phật thì gọi là thí vô ý. Tức là bố thí cái phương pháp để giúp người khác vượt qua nỗi sợ hãi. Chúng ta biết là con người mà có nỗi sợ hãi là sống thường nó bất an, đúng không nào? Và làm ấy, thì nó khó tiến lên trong bất kỳ một công việc gì. Đấy, thế thì ở đây chúng ta có cơ hội để giúp đỡ người khác. Cái thí vô ý ấy, để giúp con người khác vượt qua nỗi sợ hãi, để trở thành những con người dũng cảm. Cái bố thí đấy hay hơn cái bố thí về vật chất. Ví dụ sợ nghèo chẳng hạn, thế vượt qua được cái nỗi sợ đấy và làm giàu, đúng không nào? Rồi có một cái bố thí rất là đỉnh cao gọi là pháp thí. Pháp thí thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt hết khổ đau. Pháp thí thắng mọi thí tức là bố thí pháp ấy, là bố thí đỉnh cao nhất. Thì với Đức Phật thì đấy là cái phương pháp để giải thoát, nhưng mà còn chúng ta ấy, là bố thí một cái phương pháp để giúp cho con người ta từ người bình thường trở thành người phi thường, từ một người nghèo trở thành một người giàu. Nhưng mà cái gốc của sự giàu có ấy, chính là giàu đạo đức, trí tuệ và nghị lực, thì giàu vật chất nó sẽ đến. Bố thí cho con người ta có một con đường, đi trên con đường chính là phúc đức lớn nhất, đi trên con một con đường chính đạo, đúng không? Biết nói năng ai ngữ là phúc đức lớn nhất. Bố thí cho con người ta cái phương pháp để nói những lời tốt đẹp, truyền cảm hứng, hành xử không tỉ vết là phúc đức lớn nhất. Đấy là cái cách để chúng ta có thể hành xử với nhau, giữa con người với con người, để sống một cái cuộc sống tốt đẹp. Đấy, thế cho nên là sao? Pháp thí thắng mọi thí. Và ngày hôm nay chính chúng ta biết là sức mạnh vĩ đại của phương pháp. Nhờ cái phương pháp kinh doanh siêu thông minh này,
Đấy, mà ngày hôm nay bản thân Cường thay đổi cuộc đời và biết bao nhiêu những anh chị em đồng hành cùng với Cường, đúng không? Đã thay đổi cuộc đời và chắc chắn chúng ta cứ chỉ cần trụ lại thôi. Chỉ cần trụ lại thôi và hiểu về hành trình của người anh hùng và chúng ta đi đúng theo cái hành trình đấy. Chúng ta biết là chỗ nào gặp cái gì, phải luyện cái gì, vượt qua được, chắc chắn chúng ta trở thành người anh hùng. Và Cường tin tưởng tuyệt đối, người Việt Nam chúng ta rất giàu trí tuệ, rất giàu lòng anh dũng, dũng cảm rất cao, hô một phát và tất cả lên đường, nó xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Và bây giờ đấy, cái thời biết đi là chết mà cha anh chúng ta vẫn còn đi, bây giờ là biết đi, nhắm mắt đi là có tự do, có sức khỏe, có giàu có, thế thì tội gì mà không nhắm mắt đi, đúng hay đúng cả nhà, nhắm mắt mà đi. Đó là pháp thí thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt hết khổ đau. Và đây chúng ta bố thí phương pháp. Và muốn bố thí được phương pháp thì chúng ta phải hiểu về cái phương pháp này, làm giàu tập thể, cái phương pháp kinh doanh siêu thông minh này, thì chúng ta sẽ giúp đỡ được người khác. Để đây chia sẻ thêm để chúng ta hiểu về cái con đường mình đang đi, đúng không? Đấy, và cứ đi theo dòng chảy, kiểu gì cũng lớn lên giống như chị Hà ấy, cứ tin và đi theo dòng chảy, đi theo hệ thống, thế là nó đẩy lên. Đấy. Và chị Hà ấn định tháng sau có mặt trong chương trình đào tạo nhà đào tạo nhá. Chị Hà giơ ngón tay cái nào, ấn định giơ ngón tay cái. Yes. Cảm ơn chị Hà. À. Xin mời tân tư vấn viên trưởng nữa, xin mời bạn, tưởng chưa nhớ họ nhưng mà nhớ tên, xin mời bạn Khánh nhé. Bạn này cũng sinh hoạt trong cái nhóm ô tô S69 ô tô, xin mời bạn Khánh nha, tân tư vấn viên trưởng. Xin mời. Xin mời bạn bạn Khánh nhóm Đỗ Anh. Bật micro. Người hình như là người hướng dẫn của Toán đấy phải. Khánh chưa sẵn sàng. Xin mời tân tư vấn viên trưởng Thu Hương dưới đội của cô giáo Yến. Xin mời. Vâng, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Xin chào toàn thể các cô bác anh chị em trên Zoom. Được thủ lĩnh gọi tên em vẫn còn Zoom ạ, mặc dù bật mic mãi mà vẫn không được. Thu Hương giới thiệu về bản thân mình và làm CV được bao lâu và cái điều gì đã giúp cho mình trở thành tư vấn viên trưởng. Xin mời Thu Hương. Dạ vâng ạ, cũng báo cáo với cả thủ lĩnh Trương Huy Cường. Em học tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1979, đến từ thị trường Gia Lâm, là nhóm của thủ lĩnh Nguyễn Yến. Đến ngày hôm nay thì em cảm thấy là em rất là may mắn và gọi là may mắn và phúc đức khi biết đến CVD, và em đã cảm thấy là mình đây là một cái con đường lựa chọn rất đúng đắn của mình khi mình đã cho mình một cơ hội để đón nhận cái khi được em Yến chia sẻ. Bởi vì bản thân em thì là một con người được tràn rất là nhiều cái lỗi sợ hãi. Không như ngày xưa thì khi mà kinh doanh đến bất cứ một cái môi trường, khi mọi người chia sẻ cho em cái cơ hội kinh doanh, bởi vì em cũng đã từng được mọi người chia sẻ để Herbalife, để sữa lon, nhưng em tìm hiểu qua các cái môi trường đó thì đều phải bán hàng. Đấy, và bản thân em thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình thì bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước. Có những lúc mà ở nhà có một ít rau, ít cỏ mà mẹ đã nhổ sẵn rồi nhưng ốm không đi được. Và bắt là thôi con mang lên chợ nhờ bà lọ bà kia bán một ít rau bán. Và em nhất định là không thảo để thối chứ con không đi bán. Bởi vì em rất là sợ bán hàng. Bởi vì không dám bán hàng, không dám bán bất cứ một cái gì. Thế nhưng khi em được bạn Yến chia sẻ lúc đầu thì vào đây thì em cũng còn nhiều các cái lỗi sợ hãi nên cũng chưa dám quyết định là làm việc với CVD. Và khi mà em có vấn đề về sức khỏe thì em mới bắt đầu em đón nhận để em trải nghiệm sử dụng sản phẩm. Và trong quá trình sử dụng sản phẩm thì lúc đầu em vẫn còn sử dụng chưa đúng đủ đều đâu ạ. Vẫn còn buổi dùng, buổi bỏ. Thậm chí có những hôm là cũng vào nghe thủ lĩnh Trương Huy Cường đào tạo đấy. Thế nhưng mà cũng với một cái tâm trạng là vừa nghe vừa ngủ ạ.
Và chắc là em được học từ tiềm thức, nên là vừa nghe vừa ngủ đấy là cũng đã đưa em đến với CBD. Và đến ngày mùng 1 tháng 4 em quyết định chính thức em mở mã, thì mở mã từ tháng 1. Nhưng sử dụng sản phẩm và trong 2 tháng 3 tháng 4 thì là bị đuổi hoa bắt bướm cũng chắc giống người dẫn đường ạ. Thế nên là em cũng không sử dụng, không đặt hàng hoặc sử dụng sản phẩm nữa, mà bắt đầu đến mùng 1 tháng 4 thì em chính thức kinh doanh với cả CBD, khi em đã trải nghiệm sản phẩm và cảm thấy cái sản phẩm nó quá là tuyệt vời, nó đã giúp cái sức khỏe của em rất là tốt lên. Cái thứ hai nữa là, và em nhìn thấy ở đây, khi em nghiêm túc em tìm hiểu thì em thấy cái con đường ở đây nó là một cái bức tranh lớn, một cái bức tranh mà mình đang đi tìm hiểu, mình đang khao khát muốn thay đổi. Trong 19 năm qua em làm công ăn lương trong một môi trường nhà nước. Đấy. Trong quá trình mà làm công ăn lương thì với mức thu nhập của một công chức nhà nước, nó cũng không đảm bảo cho em cái cuộc sống tốt hơn. Do vậy mà em vẫn khao khát muốn có một cái công việc để nó thay đổi cuộc đời mình, để cho cuộc đời mình, con cái, gia đình mình nó tốt hơn. Do vậy mà em cũng đã đi tìm hiểu đủ các ngành nghề, nói thẳng là tìm hiểu đủ các ngành nghề. Tốt nghiệp đại học chưa xong nhưng tiếp tục đi học thêm văn bằng 2 kinh tế, rồi đi học thạc sĩ, và cuối cùng cũng chỉ ra với một mức lương 10 triệu của một công chức nhà nước thôi. Đó, vậy khi sau đó thì em đã tiếp tục em tìm hiểu và em dấn thân vào con đường bảo hiểm. Và ở đây và em với Yến cùng hai chị em cùng làm với nhau ở môi trường bảo hiểm, và em có 4 năm làm ở môi trường bảo hiểm, cũng đã từng làm quản lý. Và khi đã chính thức nhìn ra một cái bức tranh lớn ở đây thì em cứ miệt mài và làm việc thôi ạ. Làm việc cũng tin tưởng theo người hướng dẫn, bởi vì rất là tin tưởng tuyệt đối vào bạn Yến. Người dẫn đường bảo cái gì làm thế nào em làm thế. Đấy, và rất là ngoan, có cái gì thì không hiểu là hỏi, và bởi vì có hỏi thì mới có cái sự hiểu biết. Do vậy mà em cứ miệt mài thì cái kết quả là cũng đã đạt được một cái kết quả nho nhỏ, là đến tháng 6 thì tháng 7 vừa rồi thì em cũng đã bước chân vào K6 tư vấn viên trưởng. Đấy, và em cũng đã giúp đỡ cho có 5 đồng đội của mình sẽ có mặt trong buổi ngày 15 tháng 8. Chúc mừng em, chúc mừng em, siêu quá. Đây. Dạ. Khi nào bước chân vào dự án ô tô nào? Em mục tiêu của em là tháng tới là K7. Nhưng hôm qua chia sẻ trong buổi Zoom hôm qua, chắc là vũ trụ gửi cho em hay sao, em cứ nhầm lẫn giữa K7 và K8 ấy ạ. Khi nào em bảo chắc là vũ trụ gửi cho em đến chắc sang tháng K8 hay sao, mà cứ một để em mở mồm ra là K8 chứ không phải là mục tiêu K7 đó. Rồi, cứ đi theo tiếng gọi của trái tim. Khi nào thì nhận Mercedes-Benz? Dạ 2022 ạ. 2022 tháng mấy? Giữa năm ạ, tháng okay. 6 ạ. Rồi cứ viết thế xuống đúng không? Cái gì có trong cái con trên tay, lập kế hoạch mục tiêu cùng với người hướng dẫn Nguyễn Yến nhá. Chúc mừng bạn. Dạ. Vâng, cảm ơn thủ lĩnh đã cho em chia sẻ. Rồi cảm ơn bạn Thu Hương. Chúng ta đến với CV, mỗi người đến từ những cái ngành nghề khác nhau. Đấy. Nhưng mà khi mà nhìn thấy bức tranh lớn, nhìn thấy con đường, nhìn thấy môi trường thì mọi người có niềm tin và đều tiến lên. Chúng ta còn nhiều tư vấn viên trưởng nữa. Đấy, như thời gian của chúng ta thì bây giờ nó cũng gần đến giờ kết thúc rồi. Tôi xin mời tân tư vấn viên cao cấp Đỗ Anh nào. Xin mời tân tư vấn viên cao cấp Đỗ Anh bật mic chia sẻ cái bài học của mình làm nào để lên cao cấp, để giúp anh chị em khác lên cao cấp tháng sau có mặt trong chương trình đào tạo nhà đào tạo. Xin mời Đỗ Anh. Dạ vâng, em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và Trần Thị Kim Dung. Em thì cái cam của em bị hỏng nên là em cũng không mở được cam ạ. Okay. Nên em có thể nói dạ vâng. Cái mục tiêu của em lên K7 tháng vừa rồi là em cũng có cái chiến lược riêng của mình. Thế nhưng mà tất nhiên là những cái mà chiến lược riêng mà em đề ra thì khi mà em hoàn thành nó thì em cũng chưa ấy với mục tiêu của mình lắm, vì là em vẫn còn rất là nhiều cái nỗi sợ cũng như rất là nhiều đám mây mà em cũng chưa thể vượt qua được. Thế nhưng mà nhờ có thủ lĩnh quốc tế Trần Thị Kim Dung đã dìu dắt cũng như là dạy dỗ em, nên là em cũng dần dần em cũng cái nỗi sợ đó nó cũng quên dần đi trong mình, và em
bước vào cái mục tiêu của mình, thì khi mà em bước vào cái mục tiêu bản thân em thì em cũng biết là cái mục tiêu của mình là cần phải như thế nào và cần phải làm như thế nào để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Thì trước mắt là mình phải hoàn thiện cái bản thân mình trước, là mình phải tin vào cái mục tiêu và cái con đường của mình đi, và tin vào người hướng dẫn của mình 100% tuyệt đối. Khi người hướng dẫn của mình hướng dẫn mình cái gì thì mình cứ thế bước theo cái con đường, và kể cả nhắm mắt mình cũng cứ làm theo. Đấy, thì cái mục tiêu của em sang tháng tới thì em cũng rất là mong và muốn và sẽ giúp đỡ đồng đội của em là những người từ K2, K3, K4 và K5 cũng sẽ lên được một cái danh hiệu mới. Và em mục tiêu của em là tháng này cũng sẽ bước chân vào K8 cũng hoàn thành với cái rất là xuất sắc, trên 20.000 điểm. Đấy, thì đó là cái bản thân của em cũng sẽ cố gắng là nỗ lực hết mình, vì em có rất là nhiều nỗi sợ để mình có thể vượt qua được, nhưng dần dần thì những cái đám mây đó cũng nhờ thủ lĩnh quốc tế và tất cả các đồng đội của em cũng đi cùng với em và tin tưởng với em, thì cái đám mây đó của em cũng dần dần sẽ được tan biến. Và em cũng danh dự là hứa với bản thân mình là làm sao mình sẽ càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình tốt hơn 1% mỗi ngày, và rất là mong được học hỏi từ các thủ lĩnh khác đã cũng đã rất thành công rồi, thì em sẽ trau dồi những cái kiến thức của mình hàng ngày và cứ làm và làm đi làm lại, cứ sai thì sửa. Vâng, em xin cảm ơn thủ lĩnh Trương Phi Cường đã cho em chia sẻ. Chúc mừng tư vấn viên cao cấp Đỗ Anh, mặt trời đã tỏa sáng. Đấy. Rồi, xin mời tư vấn viên cao cấp đầy năng lượng Alice Thoa truyền cảm hứng cho cả nhà cái nào. Alice Thoa, xin mời. Alice Thoa mà lên tiếng là cần đảm bảo tất cả mọi người đều lắng nghe. Xin mời. Yes. Dạ, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, xin chào thủ lĩnh quốc tế Trần Kim Dung và xin kính chào toàn thể cô chú anh chị em có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay ạ. Em rất cảm ơn và biết ơn khi mà được thủ lĩnh gọi tên, bởi vì khi mà chúng ta mà được kết nối với thủ lĩnh quốc tế thì chắc chắn rằng cái con đường của chúng ta đi sẽ được đón nhận cái nguồn năng lượng vô cùng đỉnh cao. Và trước khi đến với phần chia sẻ của mình thì em xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Thoa, năm nay em 30 năm tuổi và em đến từ thị trường Hải Dương ạ. Cái câu chuyện của em mà quay trở lại với tư vấn viên cao cấp thì đây là lần thứ hai chứ không phải lần thứ nhất đâu ạ. Và với Suri thì chúng ta luôn cho mình có một cái suy nghĩ rằng không có đúng và không có sai. Và chúng ta hãy đi theo cái tiếng gọi từ trái tim của mình. Trái tim của chúng ta khi mà chúng ta được cái bước đầu tiên là chúng ta phải trải nghiệm cái sản phẩm của tập đoàn vào cái cơ thể của mình, vào những cái tế bào của mình, vào cái mạch sống của mình. Thì chắc chắn rằng cái tình yêu đó nó sẽ lan tỏa được bằng cái sản phẩm này. Và bởi vì sao? Sản phẩm là huyết mạch của công ty, đúng không ạ? Và cái câu chuyện mà tại sao em quay trở lại được nơi đây thì khi mà em đến, trước khi đến với Suri thì em là một người vấn đề về bệnh tật đó. Em gặp rất nhiều vấn đề về bệnh tật. Em bị bệnh tiền đình mất ngủ, và em bị cái bệnh dạ dày nữa. Nói chung là rất nhiều, và em đi tất cả các nơi em điều trị cân bệnh của mình. Và tiếp hơn nữa là em bị trong cái quá trình đó thì em đã đi sang nước ngoài em điều trị rồi. Và tất cả các sản phẩm của gọi là thực phẩm chức năng ấy, có mặt ở Việt Nam, thì em khẳng định và em tự tin nói rằng em đã dùng hết. Tại sao mà em lại yêu Suri đến như vậy? Và những cái sản phẩm em dùng thì nó vô cùng đắt, nó không hề rẻ. Ví dụ như cái nọ đắt nhất, ví dụ như của New Zealand ấy là 10 triệu một hộp, và em đã dùng cho mình một set là 120 triệu. Có nghĩa rằng trong 9 năm qua, cái việc mà em đi chữa bệnh ấy, thì em làm bao nhiêu tiền thì em chỉ có đi chữa bệnh thôi. Đấy là cái câu chuyện của em. Và rất là phải nói rằng là may mắn và phúc đức cho em khi mà em biết đến Suri qua người chị của mình. Thực sự mà khi mà em cầm cái hộp sản phẩm Suri trên tay á, thì nói thật là em đã quỳ xuống cái nền nhà của mình. Và em có một nguyện, một lời rằng là đây là cái lần cuối cùng mà con dùng sản phẩm. Bởi vì con dùng hết rồi. Không hiểu sao, con không nói là nó không tốt, nhưng mà nó không có cái kết quả gì hết ạ. Thế thì khi em dùng cái sản phẩm của Suri, em cầm lên thôi, thì em đã nguyện một điều rằng là con nguyện rằng là cho con được ngủ thôi. Con không cần một cái gì hết, con chỉ cần được ngủ thôi. Nếu như cái sản phẩm này đúng là mang được cái giá trị như vậy, thì con nguyện rằng là đi đâu con cũng chia sẻ. Và cái tình yêu của con là điều biết ơn. Chứ nó không đơn giản, nó chỉ là một cái sản phẩm chức năng thông thường.
Đó, cái câu chuyện của em là như vậy. Và với cái tình yêu và với cái niềm tin và cái mà mong muốn á, thì lúc đó em cũng không biết là Suri nó là có cấp độ gì, nó là thanh lọc gì hay là tế bào gì, em không quan tâm. Em chỉ biết rằng là đây, em chỉ nghe được một câu chị em nói rằng đây nó là sản phẩm là xương của trời, sữa của đất mẹ, và là một cái sản phẩm mà sạch nhất cái hành tinh này. Nói chung là em chỉ cần biết rằng là không biết sạch nhất thì không biết, chỉ biết rằng là miễn sao ngủ là được rồi. Thì thực sự mà cả nhà là em vỡ òa luôn. Thế sau đó thì trong em dùng xong sáng ngày hôm sau thôi, khi mà em dậy á, thì em cảm nhận như là cái con người của em nó có một cái nguồn năng lượng lạ kỳ mà em không biết tại sao luôn. Và ngay đêm hôm đó thì em dậy, mặc dù em bắt đầu em chợp mắt được, thì em dậy xong thì em thấy người em thoải mái, và bao nhiêu những cái chất độc trong người của em ấy, xin lỗi cả nhà, nó xả ra một cách kinh khủng luôn. Mà trước đây em dùng rất nhiều các loại sản phẩm cũng là thải độc, như người ta nói rằng là cũng là tế bào, rồi cũng là la lô, nói chung là các loại trên đời. Nhưng mà tại sao em nghĩ rằng là một cái sản phẩm như vậy, thế thì mình uống trước đây mình uống những cái gì đây, mình cũng là thải độc cơ mà, thế tại sao có mỗi một hộp trà thôi, mới mà cả Lovomin thôi mà mình đã được như vậy rồi. Và lúc đó em chỉ mới được dùng hai sản phẩm thôi, chứ em còn chưa được dùng cái hàng gọi là hàng cao cấp của tập đoàn đâu ạ. Thế thì ngay như hôm đấy em dùng xong một cái thì em đi kể chuyện luôn, em chỉ kể chuyện rằng là con người em khác rồi, và cho đến ngày hôm nay. Và qua cái câu chuyện rằng là khi em đi kể chuyện á, thì mọi người của em là kiểu bị hâm hâm rồi. Bởi vì sao? Lúc nào em cũng nói rằng là cái sản phẩm này tốt lắm, người ta bảo dùng là khỏi bệnh, thì em chỉ mong rằng là mình khỏi bệnh thôi, cho nên là em cứ đi nói thôi. Thế phải sao mẹ em mới nói rằng là mày thì ai mày cũng nghe, toàn bị lừa thôi, xong bây giờ lại rước một đống về, rồi đến lúc người lại gào cái mồm ra. Đó, đấy là câu chuyện thật của em mọi người ạ. Đó, thế tiếp theo thì sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì sau tháng thứ 3 thì em cũng đạt là tư vấn viên cao cấp. Nhưng em đạt tư vấn viên cao cấp ở cái việc mà em chỉ đi nói về sản phẩm thôi ạ. Em không có một ai đi theo em hết. Cái công việc là không phải là theo, không ai theo mình, mà cái việc là vì cái tình yêu sản phẩm của mình nó biết ơn quá, cho nên là cứ gặp ai là cái chữ Siri nó dán ở trán người ta luôn. Hoặc là cứ cái Siri là dán ở chữ người ta luôn. Bởi vì con người em là một người mà chỉ mong muốn rằng là mình cũng rất là, phải nói rằng mình cũng là người lương thiện đấy chứ. Nên là mình rất thích là nó tốt như thế này rồi, chỉ muốn nói với người khác thôi, để người ta cũng được bảo vệ sức khỏe thôi. Thế sau đó quay trở lại, sau lúc mà em đạt cái danh hiệu đó, thì em mới quay lại, em mới nhìn. Thì chị, người hướng dẫn của em bảo rằng là thôi, bây giờ em phải thay vì là em chia sẻ cho ít người, thì em chia sẻ cho hàng nghìn người cho chị. Và em hãy truyền cảm hứng cho mọi người từ cái việc mà một người phụ nữ đơn thân, từ một người bị bệnh 9 năm như vậy, thì chị nghĩ rằng cái con đường đấy em sẽ được trao được nhiều hơn. Đó, thế sau đó thì em quay trở lại là gì? Em đang từ tư vấn viên cao cấp cả nhà. Em quay lại em chỉ là tư vấn viên K3, K4 thôi. Đó, và em nghĩ rằng ở Suri á, làm gì có cái hố C nào đâu ạ. Tại sao lại là hố C? Một cái nơi cho con người ta có được sức khỏe mà đó là cái điều mà ai cũng mong cần. Thế thì tại sao phải hố C? Thế thì chẳng phải là gọi là hố vàng, hố kim cương ấy chứ, sao lại hố C? Thế chính vì vậy mà chúng ta trước khi kinh doanh với Suri thì chúng ta hãy cho chính cái con tim của mình một cái suy nghĩ rằng là nơi đây là cái nơi giúp cho chính mình trước đây, cho gia đình mình, cho các con mình, cho đời đời cháu cháu nhà mình để có một sức khỏe hoàn hảo. Đúng không ạ? Vì cái vấn nạn bây giờ bệnh tật chúng ta biết rất là nhiều rồi. Và thứ hai là gì? Hãy yêu Suri, hãy tin Suri từ trái tim của mình để chia sẻ, để lan tỏa. Bởi vì sản phẩm không có biết nói á, tốt nhưng mà có biết nói đâu. Thì cái hãy truyền cái tình yêu đó vào cái sản phẩm của mình. Và tiếp theo là sản phẩm thì tốt rồi, cơ chế kinh doanh lại càng tốt hơn. Và cứ đúng bước mà làm, cứ thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường mà chia sẻ. Và đó là câu chuyện của em. Và khi mà chúng ta muốn hoàn thành cái mục tiêu của mình thì chúng ta hãy ngay đưa ra cái mục tiêu rõ ràng từ đầu tháng. Và chúng ta ngày nào cũng là ngày cuối tháng, làm ngày nào cũng như vậy. Thậm chí là bất cứ lúc nào mà có thể mà chia sẻ và mở miệng đó, thì chúng ta cứ Siri, cứ thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường đi ngủ cũng cho mình một cái bức tranh rằng là khi mà mình nằm ở đây á, mình sẽ đứng lên trên sân khấu, mình truyền cảm hứng như thế nào, và mình giúp được đỡ bao nhiêu người ra sao, thì chắc chắn rằng anh chị em chúng ta cũng sẽ lan tỏa và chia sẻ. Và xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe phần chia sẻ của em ạ. Hay quá, quay trở lại lợi hại hơn xưa. Chúc mừng Alice Thoa. Alice Thoa này có một cái câu rất là hay, anh chị em hãy ghi neo vào tiềm thức nhá. Hố kim cương, không có hố C thì hết, thay hố C bằng hố kim cương, đúng không? Yes.
bên ngoài cảnh đẹp nên thơ, bên trong đổ nát hoang sơ điêu tàn. Rồi ơi, giờ về ngày hôm nay đến với CV thì bên ngoài bên trong đều nên thơ hết. Đấy, cho nên là anh chị em thấy không nào? À, Siri là một cái vũ khí siêu hạng, có thể giúp cho mọi người không những trẻ khỏe đẹp, giúp cho con người có một cái niềm tin vào cuộc sống một cách mãnh liệt, giúp cho cái sự chuyển hóa, chuyển đổi cuộc đời. Và anh chị em hãy lập mục tiêu cho mình. Có mặt trong chương trình đào tạo nhà đào tạo, chúng ta đang ca mấy không cần biết, nhưng chắc chắn có mặt đào tạo nhà đào tạo. Đấy. Và khi có mặt tại chương trình đó, Cường khẳng định với các bạn, chúng ta hiểu được thực sự, lúc đấy mình biết được mục tiêu thực sự của giáo dục là gì. Và Cường khẳng định sau khi mà mình biết một cách chính xác ấy, mình sẽ sống hạnh phúc từng giây, từng phút và sống rất an lạc đi trên cái hành trình cuộc đời của mình. Đúng không? Và để có mặt trong chương trình đó thì làm sao đấy cứ có 3 hoặc là 4 người, hoặc là ít nhất bản thân mình nếu ai đó vừa mới trở thành tư vấn viên ấy, có mặt trong chương trình 15 tháng 8. Thay đổi để thành công. Đấy, chúng ta sẽ được chia sẻ rất là nhiều của các thủ lĩnh thành công, các nhà tư vấn chuyên nghiệp thành công trong cơn lốc ngược S9 của chúng ta. Và Cường sẽ chia sẻ với cả nhà hành trình của người anh hùng. Bên cạnh đó sẽ chia sẻ cả nhà cái phương pháp 90 ngày thay đổi cuộc đời. Để làm sao chúng ta áp dụng chính xác 90 ngày chúng ta học và chúng ta làm cái gì, bắt đầu cuộc đời của mình thay đổi và dần dần trở thành người anh hùng, con người khổng lồ bên trong nó được đánh thức, hổ báo bên trong nó được đánh thức, con người khát vọng, con người giàu ước mơ ở bên trong nó được đánh thức. Và khi mà nó gào thét lên, nó bật ra khỏi cái con người nhút nhát của mình ấy, thì cuộc đời của mình sang một trang sử mới. Rất là biết ơn và cảm ơn đã tất cả anh chị em đã tham dự cái buổi ngày hôm nay. Chúc cho cả nhà tháng này chúng ta xuyên mục tiêu. Cảm ơn tất cả các anh chị em đã chia sẻ. Và chúc mừng các tân tư vấn viên đạt danh hiệu mới mà chưa có dịp chia sẻ trong các cái chương trình. Và các bạn hãy tiếp bước lấy cái đà này, đúng không? Lấy cái thành quả của tháng 7 để chúng ta tiếp tục bứt phá trong tháng 8. Bởi vì khi chúng ta bứt phá có nghĩa là có rất nhiều người được bảo vệ và phục hồi sức khỏe. Có rất là nhiều người biết đến cái môi trường hệ thống giáo dục S69 của chúng ta để phát triển con người một cách toàn diện, phát triển cá nhân cộng với phát triển kinh doanh song song. Đấy, và chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và xin chúc cả nhà ngủ ngon và hãy mơ những giấc mơ thật đẹp. Hãy mơ những cái giấc mơ ô tô, biệt thự Hy Lạp rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye. Cả nhà ngủ ngon. Cả nhà ngủ ngon. Chào. Cả nhà ngủ ngon. Cả nhà ngủ ngon.